dạ. Tinh 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 tang tang tang, cuộc đời mình như chiếc thuyền đang chơi chơi bên bồng. Cái đuôi nó hay vậy. À, cái đó để riêng nữa ha. Đúng rồi. Những đi. Ừ, cái đó được đó. Hơi nhỏ. Em chào cả nhà. Đầu giờ hát bài gì cho nó sơm ta? Tính à, tính hát bài kiếp cầm ca. Khi bên em mang kiếp cầm lòng. Không. Đêm đêm giờ dạ ra ra chế chưa được. Em chào tất cả mọi người. Hôm nay em soạn được rất là nhiều đàm đẹp cho mọi người nha. Hôm nay toàn bộ là hàng đẹp hết. Cộng giá 59.000, ai đang xem vô tình cho em xin một chấm. Hôm qua là chỗ công nhận hai cái quần của em nó rớt hai like xuống. giờ dịch bệnh là mấy chị, mấy chị thấy tội không? Em mà bán đồ đẹp cho mấy chị mà hai cái quần của em nó rớt like xuống mà em chưa kịp chỉnh like nữa đó, mấy chị thấy em tội em không? Mấy chị thấy tội không? Ôi em khổ lắm đó mấy chị. Cái quần đẹp mà em mặc xúc like vậy mà em không có chỉnh được luôn nè, mấy chị thấy thương em không? Có chị nào mai giá được không? Về đạp cái like lên cho em với. Ai à, hôm nay em lên. Hôm nay lên tiếp đầm nhật nha mấy chị. Tại hôm qua là 1.000 con mà mình like được có 500 con rồi đó. Giờ mình còn 1.000 con, mình còn 500 con nữa. Cái hàng dẹp qua để đâu ta? Ở giữa đó ai? Nè cái đó. Ừ, cái hàng like hôm qua đó. Thì hôm nay mình lên 500 con nữa, đẹp 500 con đẹp nữa rồi mình rồi mình hôm nay mình quẩy 500 con đẹp nữa nha. Rồi toàn bộ đầm rất là đã mấy chị. Giá 59.000 đầm Nhật. Đẹp từ đường kim mũi chỉ, đẹp từ chất lượng vải. Nói chung là MV á đã suy nghĩ rất là nhiều cho các chị về vấn đề này. Em bán giá này nhưng mà em đã cam kết là cam kết luôn cái chất lượng đó mấy chị. Đó, cam kết luôn cái chất lượng ra luôn. Rồi con này 59.000 được chờ cho em ghi cái bình luận đó. Em chào chị Bình My, em chào tất cả mọi người. Hôm nay những con đầm đẹp siêu phẩm này em bán giá 59.000 hết. Được cho các chị, em cam kết bao lỗi cho mấy chế luôn. Hôm qua là có mấy cái mà lỗi chỉ là em bớt tiền hết á. Có mấy cái mà lỗi chỉ là em bớt tiền hết luôn. Mấy chị chơi đầm Nhật á, tuy cái nó không có lung linh sắc màu như những cái sản phẩm khác, nhưng mà đầm Nhật á thì được cái nó chất lượng kinh khủng. Mấy bà chơi đầm Nhật hoặc là mấy bà chơi đồ Nhật á, mấy bà sẽ không thể nào mà chuyển sang cái sản phẩm khác được. Mấy chị theo em là mấy chị sẽ có một cái gì đó chuẩn mực về thời trang lắm các chị. Rồi em lên nha. Đây là dòng đầm xô hoa của Nhật. Con này chất liệu tuy nó là chất liệu xô nhưng nó rất là mát. Đó, xô Nhật nó đã lắm. Đầm xô Nhật mà hoa như vậy rất là hiếm luôn nha mấy chị. Em lựa đầu tiên lên cho mọi người. Con này 50-55kg mặt đẹp luôn. Đầm xô Nhật 50-55kg mặt đẹp nha. Đó, đã không mấy chị? Rồi lấy con đầm xô Nhật này cho MV mã số 13. Lấy con đầm xô Nhật này cho MV mã số 13 nha mấy chế nha. Rồi mấy chế hôm nay sướng lắm á mọi người ơi. Hôm nay em lên đồ đẹp lắm, mọi người ở lại chút xíu mà. Rất là đẹp luôn. Lấy cho MV mã số 13 của đầm Nhật xô bông nè. Có đó là đầm xô bông á, hàng cao cấp đó nha mấy chị. Rồi em lên nè. Một con đầm thiết kế đi tiệc. Đó, đã chưa? Đầm thiết kế đi tiệc đuôi cá. Đầm thiết kế đi tiệc đuôi cá nha. Con này size SM dùm MV với 45kg cho đến dưới 52kg mặt đẹp. Đầm thiết kế đi tiệc dùm em. Đầm thiết kế đi tiệc size SM 45kg cho đến dưới 52kg mặt đẹp. Đồng giá 59.000. Em chào chị Giang Lê, em chào chị Quỳnh My. Lấy đầm thiết kế này cho em mã B1 đi mấy chị. Đầm thiết kế xéo vai đuôi cá ở dưới đã lắm nha mấy chị nha. Lấy đầm thiết kế cho MV mã B1 dùm em. Lấy cho em đầm thiết kế mã B1. Hôm nay em lên đồ thiết kế thôi mà mọi người yên tâm. Rồi hôm nay em có sẽ có những cái con xô á, sẽ lộn, sẽ có những cái con họa tiết giống như trên canh bận. Mấy chị cứ nhìn trên canh bận sao là cái những cái phạm này em mặc y chang như vậy. Em chào chị Trần Phụng. Rồi mấy chị nhìn nè. Đó giống y chang trên canh luôn. Mình thêm dùm em cái dây nịt như trên canh nữa là nó ra form.
Dán con này rất là đẹp, 59.000 giùm em. Con này 50kg cho đến 55kg mặt đẹp giùm em nha mấy chị. Hôm nay là mấy chị chốt đầm nhật ha. Con này 50kg cho đến 55kg mặt đẹp. Lấy con này cho em Vi mã M44. Lấy cho em Vi mã M44 giùm em nha. Đồ hôm nay đã lắm mọi người. Em sẽ lên những con xô bông đẹp nhất luôn. Đó, con này đã chưa? Con này thì dễ thương nè. Con này nó không quá dài. Con này em cao 1m6 nha. Mẫu đang like là cao 1m6 nha mấy chị. Đã không? Mấy con này mấy chị lên form đẹp kinh khủng luôn. Rồi dáng con này là size số 9 nè mấy chị. Ở 45kg cho đến dưới 52-53kg mặt đẹp. 45kg cho đến dưới 52-53kg mặt đẹp. Chị nào mà ngắn hoặc là chị nào mà có chiều cao 1m50, 1m55 mặc mấy con này rất là phù hợp. Có ví dụ con nãy hơi dài là con này là vừa nè. Rồi 59.000 nha mấy chế, rất là đẹp nha mấy chế nha. Màu này sạch lắm mọi người ơi. Vải đầm nhật nên nó đẹp lắm, nó chất lượng lắm. Đường kim mũi chỉ chất lượng vải này nọ là mấy chị mê luôn á mấy chị. Lấy con này cho em mã 543 giùm em. Lấy cho em mã 543 giùm em nha. Dạ để bên em hối. Hàng chị Giang Lê chưa thấy. Dạ bên em hối nha chị. Rồi em lên liên tục nha. Coi con này mấy chị đẹp nè, con này size ML. 50kg cho đến dưới 58kg mặt đẹp. Hôm nay em lên đồ đẹp không à, đồ tuyển không à. 50kg cho đến dưới 58kg mặt đẹp giùm em nha. Đó. Đồng giá 59.000 cho một con đầm nhật hàng tuyển nha mấy chế, yên tâm. Hàng tuyển đàng hoàng. Lấy con này cho em Vi mã số 97. Sĩ mà muốn nhập hàng á tham khảo nha. Sĩ muốn nhập hàng vui lòng tham khảo luôn cái like. Ví dụ như cái lô em like là cái gì, là cái lô trong đó của các chị có cái đó. Mấy chị tham khảo mẫu, sĩ muốn tham khảo mẫu thì có thể tham khảo được. Rồi siêu phẩm nè. Con này là xô linen size số 11 chuẩn luôn, con này đẹp nè. Con này bà nào size số 11 bằng em lấy liền. Con này size số 11 50kg đến dưới 55kg nha. Đầm xô linen chuẩn Nhật, con này xịn lắm. Con này nó xịn mà nó sang lắm mấy chị nhìn nè. Xô linen đó mấy chị chuẩn Nhật size số 11 nha, 50kg cho đến dưới 55kg mặc đẹp luôn. Con này mặc rất là sang, lấy con này cho em mã 672. Chị sự khác biệt gửi chưa? Chị sự khác biệt em đi hàng rồi chị. Chọn con xô linen size số 11 đó đẹp quá mọi người. Ôi em lên một em form suông đơn giản. Con này nó có rút dây hai bên giùm em nha. Em rút lại cho mấy mọi người coi. Chế nào thích phong cách dễ thương thì lấy con này. Có mấy cái dễ thương lắm á mấy chị. Hôm nay em tính lựa cái đầm dễ thương em bận á chứ. Mà gấp quá em chưa làm được. Có mấy cái dễ thương lắm mọi người ơi. Bà chị của em mặc ở nhà dễ thương lắm. Dán mấy chị nhỏ nhỏ mấy chị mặc cho nó dễ thương mấy chị. Nè đó. Con này là mấy chị mặc vô nó chít eo hai bên, hai cái nơ của nó có dễ thương lắm. Con này dưới 50kg mặc đẹp giùm em chít eo hơi quá tay, mấy chị vô mấy chị chít đã lắm. Rồi lấy con này cho em Vi mã số 289 đi. Mặc cái đó mấy chị chít eo nó rất là dễ thương nha mọi người nha. Lấy cho em mã 289. Hàng hôm qua là em tiến hành cho đi hết rồi. Em lên một con Vin nè, một con Vin tay ngắn nè. Con này có đai vải, con này size số 9 nè. Con Vin này size số 9 nè mọi người, có đai á, đã lắm. Nút này nọ còn y nguyên luôn. Con này là dưới 52kg size số 9 giùm em mọi người mặc đẹp nha. Đó. Trời. Chấm bi luôn. Con này size số 9 dưới 52kg mặc đẹp giùm em. Dạng ngắn trên gối ha. Lấy con này cho em Vi mã số C4 đi. Em Vi cao 1m6 nha mấy chứ. Em cao 1m6. Em đang cao 1m6 nha mấy chứ. Con này đẹp không? Rồi mấy con này đã lắm nè. Con này là hàng Âu á, form Âu nè mấy chị. Form Âu mà form Âu đơn, Âu thắt cánh. Mặc vô bóp eo tự nhiên nha. Mặc vô là eo của mấy chị nó vô tự nhiên á, đẹp lắm. Còn mấy con này mấy chị làm, mấy chị thử, mấy chị về mặc nó mới sang. Rồi con này size số 11, size em luôn á mấy chị. Size số 11. Con này là 50-55kg, quay đầu mặc thử cho mấy bà coi nha. Mấy cái dòng này nó lên eo đã lắm á. Nó giống như hàng mấy chị mua thiết kế vậy đó. Đẹp hơn hàng shop nhiều luôn. Mấy chị phải mặc thử mấy chị mới cảm nhận được nó đẹp như thế nào. Con này là hàng hai lớp nha mấy chị nè. Nó đơn giản lắm, nó form Âu nó đơn giản lắm, nhưng mà nó rất là sang mọi người ơi. Con này là size số 11, size em luôn á. Đẹp lắm đó. Mấy chị có thể nấn ná thêm dây nịt cũng được. Mấy chị muốn có thể nấn ná dây nịt cũng được, tùy ý các chị. Nhưng mà form này nó đơn giản nhưng mà rất là dễ thương. Lấy cho em mã số 150 size số 11 á. Mã 150 size số 11 giùm em. Dạ có rồi chị. Mã 150 size số 11 nè. Dạ em lên nè, con này là vải xô linen siêu phẩm. Chất hoa cao cấp. Con này là xô linen siêu phẩm chất hoa cao cấp. Cái đuôi của nó là đuôi cá ha. Đuôi của nó có xòe cá nhẹ. Dáng con này cực kỳ đẹp. Size số 11 luôn mấy chị. Size số 11 luôn giùm em nha.
Con này 50kg cho đến 55kg mặt đẹp nha. Có đang dây trước ngực á, đã lắm đó. Chuẩn mùa hè luôn. Lấy cho em mã 127, 59k mã 127. Có đang dây trước ngực chuẩn hè luôn. Trời ơi, lên một em Vin ha. Wow, con Vin này có. Con Vin này đẹp quá nè. Lên một em Vin tay ngắn form dài. Ôi mê quá, size số 9. Trời, con này mặc sang lắm á trời. 127 chị Phạm Mỹ Hiệp. Con này mặc sang lắm nè mấy chế. Cái con là xanh hồi nãy mấy chị không lấy. Con đó mới đẹp đó. Trời ơi, con đó mới dễ bật á. Con xanh form Âu nãy em nói á, con đó mới dễ bận á mọi người. Trời, con này mê quá mấy chị ơi, size số 11 chứ mà size số 9. Trời ơi nó đẹp. Size số 11 với chị size em á, 50-55kg nè. Con này đẹp nè, lấy siêu phẩm cho em mã số 47. 127 chị Phạm Mỹ Hiệp trước và chị Chu Ly Lê sau rồi. Lấy cho em mã số 47 đẹp ghê chưa. Mã số 47 siêu phẩm. Chất liệu Volter lụa mấy chị. Bù cho chị con tước. Ok chế có chứ. Chế chọn đi. Like của chị hôm qua giờ em còn giữ mà. Số 47 chị Phạm Xuân Thanh. Rồi em lên đầm ren cao cấp đi tiệc. Chị Quả Quỳnh Xuân Thanh chứ quên. Tính tiền cũng được là sao em chưa hiểu. Trời bà mua của em quá trời tiền. Mấy triệu bạc một con đối với. Một con hai con đối với em. Đối với chị không có vấn đề bà ơi. Kiếm con dài như vậy á hả. Hôm qua có những cái bông to dài đẹp quá trời mà không thấy chị đâu. Em lên là khách quốc. Em lên là khách quốc à. Từ từ nay kiếm còn không nha. Bông to dài kiếm cho mẹ đúng không. Có nha chị. Rồi lên đi 59.000 toàn bộ hàng hôm nay nè. Con này 50kg cho đến dưới 58kg mặt đẹp. Size ML. Đẹp lắm. 50kg đến dưới 58kg vừa luôn. Con này size số 11-12 á. Lấy con này cho em Vi mã số M83 nè. Từ từ hôm nay em kiếm đồ đẹp cho mọi người nha. Hôm nay em nói em lên thêm mà. Rồi đây sơ mơ. Trời ơi con Vin tay dài ha, ha. Hôm nay có Vin tay dài nữa nè. 59.000 ghẻ quá. Ghẻ quá. Có đai luôn nè mọi người. Con này size số 11-13 lận. Con này 55kg 60kg nha. Trời ơi sang chưa. 55-60kg có đai vải phía sau. Mấy chị cột đai vải phía sau vô nữa là ra chuẩn đẹp luôn. Lấy siêu phẩm cho em mã số 22. Chỉnh, à, giờ mới thấy chỉnh. Lấy cho em mã số 22 nè. Đó, nó mới đạp ngã của em. Tính tiền đi mà. Ưu tiên 22 cô xuyên đặng. Ưu tiên con dài điệu bù cái à. Tờ em sẽ bù cho bà mà. Hôm nay em lại em kiếm luôn nè. Tại vì biết sao không, hôm qua em kiếm được nhiều lắm. Nhưng mà em sợ chị không có thích. Em sợ mẹ chị không có thích nên em mới đọc mãi em bán. Bởi vậy em kiếm là một lẻ. Nhưng mà mấy chị có ưng hay không là một lẻ nữa. Khó vậy đó mấy bà ơi. Xét. Một em form Âu. Con này form xưa đó mấy chị. Trộn mặt sang lắm. Con này siêu sang luôn. 46-47kg à. Size số 7. 46-47kg quay đầu. Form là form đẹp đó mấy chị. Con này trời ốm lắm nha. Con này nhớ giùm em là 46-47kg mới vừa nha. Lấy cho em mã 570. Con lấy cho cô xin đặng 570 rồi nha. À, con lấy cho cô xuyên đặng mã 22 rồi xin lỗi. Wow một con đi tiệc. Trời ơi mấy chị nhìn cái dáng con này nè mấy chị mê không. Con này size số 9. Trời ơi mẹ ơi tiền không con này. Vải mút xốp nguyên miếng á mấy chị. Vải xốp nguyên miếng size số 9 52kg 53kg quay đầu. Ôi đẹp quá con này em vừa không ta. Trời đẹp quá mấy chị ơi. Hàng hiệu của Pháp á, 95% là polyester. Còn 5% là một cái elastane gì đó. Trời ơi con này đã quá nguyên khối luôn nè. Trời con này em vừa ông ta mê quá mấy chị ơi. Con này thôi 52-53kg đi mặc cho đẹp. Con này là form đó. Vô eo đơn giản lắm luôn á. Đã lắm luôn á. Mã A13. Trời ai lấy được con đó đầu giờ hơn không. Mã A13 giùm em nha. Rồi một con form Âu vải dạ. Một con form Âu vải dạ size số 9. Dưới 52kg giùm em. Con này vải dạ mà dạ bên trong nó có lót mà. Con này mấy chị nhìn nó lịch sự và nó đẹp ghê không. Đó. Con này mê lắm mọi người. Dưới 52kg mặc không sang không lấy tiền. Được chưa. Chốt cho em mã số 231. A13 của chị Khoan Nguyễn Thị lấy rồi. Chốt cho em mã 231. Không nhận cái con A13 đẹp mà. Em còn thích nữa mà. Rồi lên. Một con dáng yếm size số. Từ từ con này size số 19 luôn. Má ơi tiếc quá. Con này ngực dưới 86 thôi nha mấy chị. 88, 86 thôi nha. Ngực 90 không vừa. Siêu phẩm này là ngực dưới 88 giùm em. Con này là size số 11, 52kg quay đầu. Ngực dưới 88 mấy chị.
59.000 cho một con siêu đầm Nhật nha mấy chị nè. Con này cái dáng của nó là dáng yếm 231 của chế nhung đổ. 231 đẹp, 231 mình mặc đi làm dễ thương. À mình mặc đi chị làm ở bệnh viện phải không? Lịch sự mà đẹp nữa. Rồi con này là dáng yếm nha mấy chị nha. Đây mấy chị nhìn cái cổ của nó, mấy chị nhìn cái cách nó làm nè. Tại vì cái phía sau, con này rất là đẹp nha mấy chị. Dành cho mấy chị mà thích dài mà dạng yếm đẹp như vậy á, lấy cho em mã 38. Size số 9 nha. Siêu phẩm á mấy chị, hôm nay em lên thêm 500 con siêu phẩm nữa của lô 1000 cái là hết hàng nha mấy chị. Lên nè. Rồi con này là size số 7. Con này là 47kg quay đầu, đầu giờ nó hơi nhỏ mấy chị chút xíu, nó có size to ha. 47kg quay đầu con này mấy chị. 46, 47kg quay đầu rất đẹp luôn, rất đẹp. Lấy con này cho em Vi mã số 195. Lấy cho em mã 195, cái con caro nó sang quá. Rồi form Âu em có nhiều lắm nha. Em chuẩn bị lên Âu cho mọi người được chưa? Em lên Âu cho mọi người, đợi em chút xíu. Rồi em có con áo khoác này đẹp nè. Trời ơi, con áo khoác này quá đẹp luôn. Con này free size nha, dưới 60-65kg mình mặc mình khoác thoải mái, con này rất là sang. Con này mấy chị nhìn ha, con này thật ra mà nói nếu mà bình thường mà mặc thì nó quá sang. Nhưng mấy chị hãy để dành trong tủ đồ của mình, lỡ mà có ngồi xui hoặc là có một cái sự tiệc, sự kiện nào đó trang trọng lịch sự thì con này rất là sang nha. Em nghĩ là một ngày nào đó mấy chị cần á, con này mà áo dài mà khoác vô là hết sảy con bà bảy. Rồi lấy cho em free size dưới 65kg mã 539. Có 59.000 thì mình để dành trong tủ đồ của mình chứ không có gì hết đâu. Em chào chị Thu Thủy. Đẹp lắm, con nó sang lắm. Rồi em lên tiếp. Rồi ai vô đầu giờ nè. Trời má ơi, con này size số 5 á ta. Con này. Rồi ai vô đầu giờ 539 của cô Xuyên Đặng. Quá sang luôn cô Xuyên Đặng. Con bảo đảm cái đó nó đẹp từng đường kim mũi chỉ luôn á cô. Rồi em lên form Âu với chị nhìn nè. Sang không? Cái con này mà bước vô shop tiền cao lắm nếu mà mấy bà biết nhìn. Em nói thiệt mấy bà, hay là mấy bà chuyên chơi, mấy bà chuyên săn mấy cái hàng này. Con này là dưới 46kg, 46-47kg mặc bao dễ thương luôn. 46-47kg form Âu nha. Mấy chị có thể mua cho bé hoặc là mua cho con gái của mình á, mà nhỏ 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 một chút. Đẹp lắm, con này siêu đẹp. Lấy cho em mã số 89 form Âu đó mấy chị, form Âu đen á. Lấy con đó cho em Vi mã 89. Đây chị, con này size số 9 nè chị, 52kg quay đầu nè chị Dung Nổ ơi. Đẹp chưa, form Âu á chị, form Âu xịn á. Form Âu xịn á, size số 9, 52kg quay đầu rất là đẹp. Mê lắm mấy chị, mới tin luôn á mấy chị. Mấy con này em lên chuẩn hàng lắm mọi người. Lấy con này cho em Vi mã số 168. Chị Lê Tiến 60-65kg có không? Dạ có chị. 60-65kg mình mặc size số 13-15 dùm em Vi nha. Rồi em lên. Một em mình mặc size số 15 dùm em đi. Rồi con này mấy chị. Một em form Âu có đai vải siêu phẩm. Con này là size số 9 nhưng mà tầm 52-53kg mặc đẹp. Rồi con này bà nào size số 9 hôm nay vô hốt luôn. Con này giá trị thị trường là ít nhất là 200-250. Ít nhất là 200-250. Đó, nhưng em bán 59.000 có thiệt nha mọi người nha. Rồi lên siêu phẩm size số 9 này cho em Vi mã số 916 cực kỳ đẹp luôn. Con 916 cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị, form Âu nha. Con 916 mà không đẹp là thôi luôn á, em biết nói sao luôn. Tại vì con đó là form Âu đen mà nó lại là có nguyên cái đai còn nguyên mới. Nó lại nguyên một cái đai mới như vậy thì giá trị của nó cực kỳ cao. 916 chúc mừng chị Châu Ly Lê, size số 9. Đó mấy chị mà biết nhìn là mấy chị thấy con mấy con đó là 200 mấy không á. Nhưng mà do em bán hàng nhiều á, em có nguồn á nên mới làm được giá này cho mấy bà. Rồi con này 50-55kg size số 11 nè. Đẹp chưa? 50-55kg size số 11, 59.000 nha. Hôm nay đầm nhẹ nhàng và sang lắm mọi người. Mình nhìn như vậy nhưng mà hàng nó sang lắm. Lấy cho em mã B34. Lấy cho em mã B34. Rồi xong, size to đây ạ. Rồi con này size số 13-15 nè. Con này là 60-65kg, mặt không sang. Em gửi lại cho các chị và 60.000. Con này mấy chị 60-65kg, mấy chị mặt không sang, không đẹp, không mà gọi là đỉnh cao luôn á. Đó, mấy chị đã chưa? Con này mấy chị bước vô shop nó chém mấy chị ít nhất 200-300.000. Tại vì hàng tuyển mà mấy chị, nhìn hàng mấy chị biết mà. 60-65kg, ai không mua được là tiếc nha. Lấy con này cho em mã 964. B34 em chốt chị Võ Huỳnh Xuân Thanh, đầm tím. Đẹp. Rồi em lên Vin nè. Rồi một em Vin. Con này nha mấy chị, con này là size số 11 dùm em. 50-55kg mọi người. Đây mọi người nhìn Vin của em nè, 59.000 nè.
964 của chị Hân Hân. Chị Hân Hân lên số điện thoại địa chỉ giùm em, sơ cô 964 cho cô Juli, có cho chị Juli Lê. Chị Hân Hân ơi, một khách mới mua hàng bên em bắt buộc cọc quá chị, mình có đồng ý không? Đó là sau like nếu mà nhân viên em không nhận được cọc thì toàn bộ hàng của chị sẽ được sơ cua hết và không cần nhắn, không cần nhắn lại. Em báo trước cho mình để mình đỡ bỡ ngỡ, chứ hôm qua là em hủy cũng cỡ rất là nhiều người khách mới em hủy. Em hủy hết vì họ không có cọc cho em. Và em hủy sau một tiếng đồng hồ livestream luôn là chuyển cho khách của em hết. Chứ em không có nói cho em không có vấn đề gì hết. Có nghĩa là sau một tiếng đồng hồ livestream bắt buộc em phải có cọc ở trong cái inbox của em, mà nếu không cọc toàn bộ hàng sẽ được sơ cua hết nha mọi người. Nên mọi người mới á, mọi người muốn mua hàng bên em, mọi người vui lòng giúp giùm em cọc 50.000 đầu tiên thôi. Em không cần cọc nhiều đâu, mình chỉ cần cọc 50.000 cho đầu tiên thôi. Tại vì hàng bên em nó rất là xịn mấy chị, nhưng mà giá 59.000 là quá đẹp đúng không ạ? Thì mình thương em ủng hộ cho em cọc cho em lần đầu tiên. Rồi lên nè, mấy chị con này 59.000 ai bán cho mấy chị? Có một mình Vi bán thôi, được chưa? Con này size số 11, 50-55kg mặt đẹp nè. Con này mấy chị để ý nè, em like chậm một chút xíu để cho mấy chị nhìn hình dung cái form nó đẹp như thế nào. Con này là form Âu luôn á, nó vừa vin mà vừa Âu luôn á. Cái đai của nó như vậy nè mọi người, cái đai bụng của nó như vậy nên là nó sẽ trời ơi mọi người mê lắm, nó sẽ che được cái eo rất là đẹp. Cái eo của này nó không thua gì eo thiết kế hàng New Tem bây giờ đâu nha. Được chưa? Nhìn kỹ con này chưa? Rất là đẹp luôn, vin mà vin Âu á, đã không? Rồi lấy con này cho em Vi mã số 520. Con đó em like chậm cho mọi người xem, nó vừa bông nhí, màu nó vừa sạch, sáng da mà cái đai, cái lưng của nó rất là đẹp. Đôi khi em không có mặc cho mấy chị coi, nhưng mà em mà mặc vô con đó đẹp lắm đó. Con đó mấy chị mặc lên bao chụp hình ra dán vin luôn á mọi người. 520 chị Julie Lê. Con 520 đẹp lắm nha. Con 520 mình chụp studio này nọ đã lắm á, chuẩn luôn á. 520 chị tìm được một cái nón cối nữa là bao xinh luôn á. 520 size số 11 chứ. Rồi lên form Âu nè. Form Âu nè mấy chị. Mấy chị nhìn form Âu. Hôm nay em mặc cái áo này nó hơi khó thử đồ ha. Rồi con này size số 13. Mấy má ơi, size số 13 chị Mỹ Lệ ơi, ghiền không? Chị Mỹ Lệ ơi, size số 13 nè chị. Nổi da gà luôn. Con này size số 13 nè, trời ơi trời. Eo một khúc, size số 13 là 60kg lận. Mấy chị nhìn cái đầm nó nhỏ nhắn, nó đẹp như vậy, nhưng mà mấy chị mặc vô mấy chị mới thấy được nó rộng. Cái đó là chuẩn cái kiểu đầm Nhật nó là như vậy đó nè. Em kéo vậy kéo hết, em kéo cho mọi người coi. Cái eo của em là 76 mà nó dư một khúc như vậy, dư 4 phân luôn. Có nghĩa là mấy bà eo 80 là mặc vẫn gọn, vẫn đẹp. Mấy bà thấy hay gì không? Size số 13 em vừa coi mặt rồi. Em cứ tưởng size nó là size số 9, 11 thôi chứ ai dè size số 13 luôn, một cái đầm quá sang. Nhìn nó nhỏ lắm, mấy chị nhìn ở ngoài nó nhỏ lắm, nhưng mà thật ra nó là 60kg vừa. Mấy bà thấy hay không? Đầm Nhật là mấy bà vậy, mấy bà ví dụ mấy bà chưa mua bao giờ, mấy bà không mua thử bên em hai cái đi, là mấy bà sẽ biết được liền là nó vừa rẻ và nó vừa đẹp nữa. Lấy cho em mã A7 con này size số 13. Hàng em chuẩn lắm nha mọi người nha. Con này form Âu chuẩn luôn nha. Trời, công nhận lấy con Âu sắc cánh đẹp không? Đã không? Size số 13 đó. Em nè, mấy chị nhìn em bự như vậy mà em mặc vô dư một khúc quá, mấy chị thấy cái đầm nó đẹp không? Đó là cái hàng thiết kế nó về cơ bản nó là như vậy đó mấy chị. Rồi lên giống nữa một em nữa nè mà size số 13 luôn nè, nhìn nè. Mê không? Khỏi thử nha. Mấy chị tự hình dung ra được, em cam kết luôn, hai con size số 13 con nào cũng đẹp. Con đó là vải trơn, con đó là vải trơn thì con này là vải nè, nhìn nè. Con này là có đan caro siêu sang luôn. Size số 13 nha, 55 60 kg mặt vừa, eo dưới 80. Eo dưới 80. Lấy con này cho em Vi mã số M87. Trời ơi, con đó không ai lấy hả ta? Size số 13 đó mấy chị, 60kg mặt vừa đó, eo dưới 80 là mấy chị vô lán hết luôn á. Trời ơi, hai con đen Âu sắc cánh. Mấy chị không thích đen sắc cánh Âu phải không? Thì em lên thêm maxi hoa nha. Hàng nhà em tuyển không à mấy chị? Em lên thêm maxi hoa cho mọi người nha. Chứ mấy con đen nó mắc tiền lắm á mọi người. Rồi, giờ em lên form, form xịn cho mọi người, form dễ thương cho mọi người, được không? Con này được không? Con này size số 11, 50-55kg mặt đẹp, size số 11 dùm em nha. 50-55kg mặt đẹp, hai con Âu để riêng cho em, hai con Âu sắc cánh, size số 13 để riêng. 50-55kg mặt đẹp dùm em nè, em bóp vô em mặc cho nó sang. Lấy cho em mã E17 con này, 50-55kg mặt đẹp, mã E17. Rồi, con này hàng hiệu của Zara, size số 9 mấy chị. Con này size số 9 đẹp nè chị Minh Ly Yến, hàng hiệu của Zara. Con này mắc tiền lắm nha, mấy chị nhìn. Trời, má ơi.
Size số 9 nè mọi người, dưới 52kg, size số 9 hàng của Zara dùm em nha. Rồi lấy siêu phẩm này cho em mà 941 E17 của chị Võ Quỳnh Xuân Thanh. Máy chế lưu ý dùm em là toàn bộ hàng xịn, hàng hiệu hôm nay 59.000 hết đó mọi người nha. Rồi lên siêu phẩm size số 9. của chị Minh Niên, lấy con Zara hoa cao cấp. Rồi lên nè. Size số 9 nè mọi người. Con này size số 9 IR, hàng hiệu cao cấp, xếp ly mặt trước. Đính đá hết toàn bộ 2O luôn. Rồi con này 52kg quay đầu, không sang, không đẹp, không chảnh, không lấy tiền. Lấy con này cho em mã B25. B25 941 chị Minh Niên. Mấy chị biết con này nó đẹp cái ở đâu không? Mấy chị không cần mặt đai. Mấy chị không cần mặt đai, lấy con này cho em mã B25 size số 9. Đầu giờ lên size số 9 nhiều, có hai con Âu size số 13 đẹp quá, cái má không chốt cái má. Rồi con này size số 11. Mê không? B25 là của chị Dung Đỗ. Dung Đỗ mặc size số 9 hả? Size số 9 là nó nhỏ hơn em nha, em mặc size số 9 không có vừa đâu nha. Rồi một con đầm Âu chấm bi, đầm Âu chấm bi size số 11, 50kg cho đến 56kg được. Con này 50-56kg được, hàng cao cấp á. Con này mấy chị nè, mấy chị thấy nó sang không? Con này sang là bà chưa đi lê ơi, bà mặc cái gì mà không lấy cái này. Dây kéo phía sau phong Âu đưa cá chuẩn luôn á bà. Con này nè, em chưa có bóp eo, em không cần bóp eo luôn. Em không cần bóp eo luôn chị nha, hai cái ben của nó nè. Con này bà nào bà gọng á, về bóp ben vô, trời ơi hơi dễ mà, lấy E21. Tại vì hàng người ta may thiết kế kỹ lắm. Con đó trời ơi, con đó mấy chị mê, mấy chị thích cái form đơn giản như vậy, tinh tế như vậy thì mấy chị cứ bóp eo vô có gì đâu. Rồi một con Uni Willow siêu phẩm. Một con Uni Willow siêu phẩm. Đây mấy chị. Con này nha mấy chị nha, con này 50kg cho đến 56kg, 57kg thoải mái. Lấy Uni Willow siêu phẩm cho em Vi mã số 083. E21 là của chị Võ Quỳnh Xuân Thanh. Dạ có, chị Thịnh theo dõi giúp em ha. Em có form Âu nhiều ha, em có form Âu nhiều, form Vin tay dài em có họa tiết, nói chung là em chuyên về Âu nhiều ha. Rồi lên đi mấy chị. 083 siêu phẩm của chị Đỗ Thị Thúy. Con này đẹp nè. Con này là size từ size số 9, 50-52kg mọi người, có ba cái nút bọc vải phía sau đai. Con này 50-52kg đẹp nha, rất là mê luôn á, đơn giản tinh tế, dòng sắc cánh. Lấy con này cho em Vi mã 83. Em lên Âu, em lên à, em ăn Âu lên viên sen kẻ ha. Hồi nãy hai con Âu size số 13 không ai lấy là em giận lắm á nha. Một con Âu đuôi cá size M, con này hàng của Mỹ nha mấy chị. Hàng của Mỹ ha, theo form của Mỹ là size số 6. Nhưng mà theo form Việt Nam mình size M là tầm 52-53kg. Đẹp không? Mùa em đi tiệc nha mấy chị. Con này sang quá hay. Size M là hai mặt dừa. Con này tiền không á mấy chị? Con này em đang cầm tiền không á? Đẹp lắm nha. Con này mấy chị ngâm cú nha. Đó. Thôi hàng em bán mà. Lấy con này cho em mã 76 đi. Con đó này size M Việt Nam mình á, tầm 52-53kg. Thôi, tập trung lên chuyên môn. Con này size to. Con này size số 13. 55kg cho đến 60kg siêu phẩm. 55kg cho đến 60kg siêu phẩm nha. Đẹp lắm nha. Lấy con này cho em Vi mã số 113. 76 em chốt cho chế Nu Châu. Lâu quá không gặp bà Nu Châu bà. Con 76 đẹp ha, 76 sang. Trời ơi, em có hai cái con form Âu mà giống như form size 76 mà size số 60kg, bà nào cần nói em nha. Hai con Âu đen luôn, giống y chang con mã 76 luôn chị. Rồi lên. Size số 11. Cái cổ này nó bẹt vai đã lắm. 113 em chốt chị Chu Ly Lê. 76 chứ không phải 46 chị. Có Vin mà chị. Ủa em trả lời chị Hà Trần nãy giờ mà chị không nghe em nói hả? Dạ chị chốt đúng rồi, nhưng mà mình sao ở chị Nhung Đỗ nhìn nè. Con này cái cổ nó rộng bẹt vai sang lắm nha. Đó, trời ơi con này size số 11 bao đẹp. Dòng này là dòng cổ rộng để dành cho mấy chị mà khoái phối với áo bông tay dài á. Mọi người bông tay dài buộc tóc lên. Trời ơi con này đều sang quá. 50-55kg đi tiệc. Dòng này dòng đi tiệc nha mấy chị, 50-55kg đi tiệc. Lấy con này cho em Vi mã số C97. Em diễn tả cho mọi người coi rồi đó. Con này nha, từ từ em mặc luôn cho mọi người dễ lắm.
À, mọi người lên bông tai dài sang lắm nha. Hôm nay bông tai dài lên sang lắm. Cái dòng này đi tiệc nó vừa sang mà nó vừa đẹp nữa đó. Hôm nay là cái form nè, cái form nó ngang vai như vậy nè, đó, cái vai nó ngang ra như vậy nên là mọi người phối với bông tai dài là sẽ đẹp nhất. Phối với tay dài giùm em, cái vai nó ngang như vậy nè, đó. Vai nó ngang, tại hôm nay em mặc cái áo nó không có hợp lắm, nó khó thử đồ cho mọi người. Mã C97 nha, 50-55kg mặc đẹp ha. Em lên form Âu với form Vin xem kẻ nha. Còn chị Hà Trâm kia chị hỏi hoài vậy. Em có trả lời rồi mà chị không nghe hả? Rồi một con Âu đen cao cấp có đai vải size số 11. Ừ em coi kỹ lại. Con này Âu đen hàng cao cấp nha mấy chị. Để em chút xíu nha. Con này size số 11. Size số 11 mọi người nhìn nè. Theo hết phần cổ giùm em, theo hết cổ. 50-55kg, con này chị Võ Huỳnh Xuân Thanh lấy được, theo hết cổ. Lấy siêu phẩm này cho em Vi, mã số 535. Âu đen size số 13, size số 11, mã 535. Đây. Con này 50kg cho đến dưới 57kg mặc đẹp, con này đẹp lắm. Con này là size ML Việt Nam mình luôn á nha mấy chị. 50-57kg mặc đẹp giùm em nha. Lấy con này cho em mã bơi 35, quá dễ thương. 535 chị Quỳnh My lấy trước rồi, chị Võ Quỳnh Xuân Thanh thì để em tìm cho bà. Sao chị không lấy hai con sắt cánh size số 13 nãy á, mặc cho nó dễ. Hai con sắt cánh Âu đen size số 13 nãy á. Trời ơi, em khuyên chân thành luôn á, bà mặc đẹp đó. Lên em đi. Rồi, eo 78 size 80 là mặc đẹp rồi, hai con Âu đen nãy á. Lấy cho em mã bơi 35 con này 58kg quay đầu mặc đẹp mã bơi 35. Trời tự nhiên ra hai con Âu đen sắt cánh size số 13, quá ngon luôn mà tự nhiên ai bây giờ hết trơn. Vậy chứ mà đôi khi tìm size số 13 không có. Mấy chị vô mấy chị tìm size to không có. Em lại có size to mà Âu luôn. Rồi đây con này có đai vải nè mấy chị. Nó giống như con trên canh á. Size số 11 50-55kg quay đầu mặt đẹp. Size số 11 50-55kg mặt đẹp. Lấy con này cho em mã 143 đi mấy chị. Lấy cho em Vi mã 143 nha. Trời ơi mê quá. Size số 9 à. Ố là la. Nếu chị Xuân Thanh thích thì chị Quỳnh My nhường lại. Dạ dễ lắm, tại vì size số 11 chị Quỳnh My có nhiều lắm. Tùy hai chị thương lượng với nhau, em đổi tên, đổi nè. Rồi siêu phẩm size số 11. Con này, à lộn, siêu phẩm size số 9. Con này 52kg quay đầu giùm em. Đạo đẹp quá ha. 59.000 ghẻ bèo à mấy chị. Nói chung là mấy chị đừng có nhìn nó rẻ, mấy chị nghĩ nó giỡn nha. Mấy bà mua thử hai cái thôi. Tôi bảo đảm sẽ làm hài lòng mấy bà. Làm hài lòng mấy bà luôn á mấy bà. Mấy bà mua thử hai cái thôi, mấy bà khách mới á, còn mấy bà khách quen biết rồi, mấy bà khách quen đầy tủ rồi. Chắc nguyên tủ là cả trăm con Vin của em. Lấy cho em mã số 5921 con này đi mấy chị, mã 921 quá đẹp. Có 59.000 thôi nha, chuẩn nha, chuẩn đầm của Nhật là mấy chị hiểu rồi đó, em nói về là mấy chị hiểu rồi đó. Rồi em lên nữa nè. Con này nó bị xúc chỉ chút xíu à ta. Hay cắt giùm em nha, không sao hết, bị tưa sợ một sợi chỉ. 921 có dài quét đất không Vi? Dạ có chế. Hai. Chết rồi, chế bao nhiêu chị Quỳnh Mai Vũ, chị bao nhiêu ký nói em cái để coi cái con xanh vẹt vai vừa không? 921 chị Nguyễn Ánh trước. Rồi lên. Con này là size số 13 nha mấy chị, 55kg cho đến 60kg con này. Con này lịch sự sang trọng. 55kg cho đến 60kg chị Quỳnh Mai Vũ size nào nhắc lại em với. Lấy con này cho em mã 93. Ví dụ như size số 11 là em có con này nè. 55kg con này là xô bông Nhật. Xô bông, chất xô bông của Nhật. Con này là size số 11 nè. Còn nếu mà size số 9 là em có một con nữa xéo vai. Hãy để ý cái mặt nó có dán cái giấy đó, có giá. Xé ra cho em nè, đôi khi em xé không được. Rồi, hello Dung Phạm, hello tất cả mọi người em lên. Tiếp, siêu phẩm, bao con này bao dễ thương. Dưới 52kg. Mấy chị thấy dễ thương không? Dưới 52kg size số 9 ha. Lấy cho em mã 62. Dưới 52kg size số 9 mã 62 giùm em. Lấy cho em mã 62 giùm em nha. Ôi mê quá trời. Wow. Con này em mới thấy cái shop kia nó bán 150 xong. Trời ơi. Đẹp chưa mọi người ơi. Con này 50kg đến 55kg em bán 59.000. Con này khá dài nè. Con này được cái dài nha. Dài nha, con này dài nha.
em cao mét 6 với chị cao mét 6 đổ lên nè. Lấy siêu phẩm cho em mã 466. Con này 55kg vừa mã 466. Em chào chị Tinh Chung, 62 chốt cho chị Ngân Quỳnh. 62 chị Ngân Quỳnh, con này đẹp quá mọi người. Con này 55kg nha mọi người nha. À từ từ chị Tinh Chung ơi, mình size L phải không chị? Đợi em chị. Chị Tinh Chung ơi, size L em có chứ. 466 của Dung Phạm. Rồi con này nè. Con này 50kg cho đến dưới 55kg luôn. Con này 50kg cho đến dưới 55kg luôn. Con này rất là đẹp luôn. Lấy con này cho em Vi mã số 79. 79. Chị mặc đen không chị Tinh Chung ơi? Em có hai con Âu đen size chị á chị. Em có hai con Âu đen size chị. Rồi con này size số 11 hơi bị sang. Trời má con này đẹp quá, màu vàng kim luôn. Ha, con này size số 9 nè mấy chị, xin lỗi mấy chị, con này size số 9 nè. 52kg mấy chị nhìn sang không? Con này 51-52kg quay đầu thôi, rất là sang chảnh nha. Rồi lấy con này cho em Vi mã số B66. Con này new tem ha. Con B66 new tem. Đồ nhiều lắm đó chị, yên tâm. Lên nè, maxi bếp lum. Con này size S nè mọi người ha. Con này bếp lum chỗ này nè mọi người, mặc đẹp lắm. Đó, dưới 50kg size S. Lấy con này cho em Vi mã số 279 đi. Mơ tính mặt quét đất đi cuốc hay gì? Mơ ơi tính mặt quét đất đi cuốc. Rồi lên nè, tay dài nè mấy chị. À ha. Con này 50-55kg. Trời ơi mấy cái form này nó sang lắm nha mấy chị nha. 50-55kg giùm em nè. 50-55kg. Con này sang quá nè mọi người, nhìn kỹ giùm. Hàng đã lắm mấy chị ơi, hàng chuẩn Nhật đã lắm. Lấy cho em ở 306 279 của chế Nguyễn Ánh. Rồi em lên dễ thương nè. Trời ơi. Ôi, con này bẹt vai xinh quá, 50-55kg. Trời ơi đẹp quá, mới 100% nữa chứ. Lấy cho em mã 199. Con này mới tinh là mọi người. À con này nó có một cái vây, một cái vây quay lên. À đây nó có như vậy nè. Ha, thích chưa? 50-55kg luôn. Lấy cho em mã 199. Trời con nó đẹp quá, con nó free size á. Mấy chị size SM là mấy chị mặc đẹp lắm. Mấy chị size S là nó mặc bo vô liền luôn. Rồi một con Vin nào mọi người. Mọi người bằng mọi giá phải lấy con này giùm cho em đi. Trời ơi một con Vin nút bọc vải phía sau rồi mấy chị. Mà con này new tem luôn. Size bao nhiêu vậy? Chết mẹ rồi, nó size 13 lận. Rồi size 13 lận. 199 là của Võ Quỳnh Xuân Thanh. Con này một em Vin cao cấp. Chất liệu vải là vải siêu lụa nha mấy chị. Con này vải siêu lụa giùm em. Con này vải lụa nha. Con này lụa Nhật nè. Nút bọc vải phía sau. Con này là nó không có đờ. Mấy chị mặc không cần đai. Mấy chị mặc không cần đai giùm em. Phát form chít hai bên nè, thấy không? Rồi con này nha, eo của nó là thoải mái. Cái phần vai với phần ngực mấy chị 60-65kg vừa nha. Cái phần vai với phần ngực á mấy chị 60-65kg vừa. Con này quá đẹp rồi. Không có con thứ hai rồi. Lấy cho em mã 475. Trời mê quá vậy trời, để dành ngắm đó chị. Mấy chị nhìn cái tay nó nè mấy chị. Tay nút bọc vải luôn, rất là xinh nha. 475 giùm em, siêu phẩm. Đẹp quá. Một con Vin chuẩn luôn á, chuẩn hàng luôn á. Mã 475. Giờ em lên size to nè. Con này size to nha. 60kg đến 62kg mặt đẹp. 475 là của cô xuyên đặn trước, chị bỉ lệ sau. Con này nè, con này eo 80 đến 84 luôn nha mấy chị. Con này eo 80-84 á, tầm 60-62kg mặt đẹp nha. Con này đã lắm. Con này là hàng công sở size XL. Lấy cho em mã số 42. Hàng công sở size XL, lấy cho em mã 42. Con nó mấy chị muốn tặng cho bà, cho mẹ cũng được. Nó rất mấy cái form đó quá đẹp luôn á. Rồi em lên, siêu phẩm. Ôi, đã quá vậy. Con này size số 9 nè. 53kg được, nhưng mà 53kg được nó sắc cánh. Dây kéo bên hông. Trời ơi, đẹp quá. Siêu phẩm nè. Mấy chị nhìn đầm đã không? Mấy chị đa số, mấy chị mua hết rồi. Mấy chị mua đầy tủ rồi á. Rồi, em lên. Mê không? 52-53kg nha. Chất rất là đẹp nha mấy chị, chất rất là đẹp nha. Lấy con này cho em mã M1, chất của nó quá đẹp luôn, mã M1 đi. Tiếp nè, một em dáng sơ mi size S. Con này size S nha mấy chị, size số 7, số 9, dây kéo phía sau. Con này là 48-50kg quay đầu thôi nha mấy chị. Sơ mi dáng đầm, sơ mi trắng, 48-50kg quay đầu. Lấy con này cho em mã số B47, M1 của chị Khoa Anh Nguyễn Thị.
con bẹt vai mã gì cao 40, nặng 45kg, cao 1m50 vừa không? Con bẹt vai có người chốt chưa hai? Bẹt vai hoa có người chốt rồi chị ơi. Phương Đam ơi, có người lấy con đó rồi. Đây đính chính là không phải một tủ mà là hai tủ luôn đó. Bà Quỳnh My công nhận bà thấy dễ thương dễ sợ trời. Hôm qua bà chị em có kêu em là mày coi mày offline một ngày để gặp gỡ các chị. Có nói gặp gỡ có chuyện gì đâu để nói. Rồi con này đẹp, dòng dây xích size số 7 nha mấy chị. Con này dòng dây xích, con này 47kg quay đầu mặt đẹp. 47kg, 48kg quay đầu mặt đẹp nha. Con này dòng dây xích nha, mấy chị mặc không cần đai. Nó có cái đai xoắn ở chỗ ngực, chỗ eo cho mấy chị rồi. Lấy con này cho em Vi mã số 0. Rồi em còn bao nhiêu âu đen lên hết cho mấy chị. Âu đen em Vi còn nhiều lắm. Em chia hết hôm nay giá 59.000 cho mọi người được chưa? Rồi em lên siêu dễ thương à. Trời con này 50-55kg, con này dễ thương lắm mấy chị nhìn cho kỹ ha. Trời con này là, trời ơi con này đẹp quá hay. 50-55kg mấy chị, dòng Volta lụa dễ thương cực kỳ. Lấy con này cho em Vi mã số M49 nha, trời đẹp quá mấy chị. Siêu phẩm luôn, mã M49 dùm em nha. Em lên đen nha, giờ ai lên hoa nói em nè, hoa em có quá trời luôn nè. Rồi siêu phẩm nè, con này mê không? Con này 50kg đến 52-53kg size số 9. Con này được không? Đó, con này 52-53kg size số 9, dây kéo phía sau. Mấy chị nhìn rõ đầm không ta? Đẹp lắm nha. Rồi lấy con này chéo ngực luôn á, lấy cho em ở bơi 32. Chị nào mê dòng chéo ngực lấy nè, hàng xịn đó. Lấy cho em ở bơi 32 size số 9. Hôm nay không có cô Dung tắm vô là mấy bà chọn ha, mấy bà chọn tàn tàn ha. Ha. B32 là chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Tìm con to dài chốt cho đủ đơn hả? Chị bao nhiêu ký chị nói đi. Rồi cái khoác này em bán 30k nè mấy chị. Khoác nha. Free size mấy chị lấy cho em mã khoác 30k. Chị bao nhiêu ký chị nói cho em biết nè. Cái to dài em nhiều lắm. Bà muốn dài quét đất hay sao? Bà cao bao nhiêu nữa cho em biết đi. Rồi em cho bà dài theo đúng ý bà. Hàng em hàng tuyển, dài nhiều lắm. Dạ không chị, B32 chị không được. Rồi một căn phong Âu khổ đổ. Con này 46-47kg mấy chị. Con này 46-47kg, hàng đi tiệc cổ đổ nha. Ừ, con này có Phan Nhi đây để lấy con này à. Con này mấy chị mà dán, mấy chị mặc lên đẹp lắm đó mấy chị. Dán ngon á, dán đẹp á. Lấy con này cho em mã B75. Dán đẹp mấy chị vô đẹp lắm. Mấy chị nhìn form nè. B75 á, dán dành cho mấy chị ốm ốm á. Trời, à, có bà Kim Cương nha bà lấy rồi đó. Mấy bà mà nhỏ nhỏ nhỏ. Lùng gì nhưng mà con nói có nửa bảo có tấp chân em với máy. Do cho bả mét gửi, cho bả mét 50 luôn á thì nó cỡ tới chân bả cho mấy cái gót bả cho mấy. 1m65, 64kg, ngực 96, eo 80. Ok chị có chị. Có. Em biết rồi, em biết chị mặc size, chị mặc size số 13 là hợp lý á mà dài đúng không? Ok em có nha. Rồi từ từ nhưng mà chị phải đợi thôi, chứ em không có lựa cho khách. Em like 4 tiếng hồi em không có lựa cho khách. Khách phải đợi em chứ em không có đợi khách, em không có lựa cho khách. Rồi con này nha. Con này nè, 52kg quay đầu mặt đẹp giùm em size số 9. 52kg quay đầu mặt đẹp, lấy cho em mã M17. Không, bây giờ em lên liên tục ha. Mấy chị muốn chốt thì mấy chị chốt. Bây giờ bốn mấy người coi mà lên theo ý kiến của mấy bà vậy, bốn mấy người kia tôi đâu tôn trọng bốn mấy người kia đâu. Ok cho. Rồi lên. Con này nha, con này 50-55kg mặt đẹp giùm em nè, 59.000 một đầm, 50-55kg. Lấy cho em mã 565. M17 của chế Di Võ. Ủa M17 thấy quen nè. Có dùm quần không? Có chị. Nhưng mà cũng không lựa luôn. Chị đợi ha, chị đợi hồi lên dùm quần chị lấy. Con này hàng của Uni size L nè mấy bà. Vải của nó là vải rủ lụa nên là em xếp nó hơi bị nhăn, nhưng mà em bao mới cho mấy chị luôn. Con này 55kg quay đầu thôi nha. Trời đẹp quá. Hàng Uni đó. Mấy chị nhìn kỹ vải nè, hàng Uni đó mấy chị. Bọn em đầm sơ mi hàng Uni Willo 50-55kg quay đầu. Lấy con đen siêu phẩm này cho em mã 511. Con đó do con đó là vải lanh rủ nên là nó hơi bị nhăn chút xíu. Rồi con này. Con này nha mấy chế. Rồi, con này 50kg cho đến 55kg mặt đẹp giùm em nha. Lấy con này cho em Vi mã số 150. Uni cô Dung Tống. Đấy.
Lan Von Tầng. Con này là size số 7 giùm em, 48kg quay đầu, chất Âu cao cấp nha. Con này là đầm Âu nha mấy chị, đầm Âu Von Tầng, 48kg quay đầu giùm em thôi. Con này rất là sang chảnh luôn. Lấy cho em mã 81. Đầm Âu Von Tầng mã 81. Lên. Con này là chiếc eo size số 7 luôn, 47-48kg quay đầu. Chiếc eo size số 7 nha mấy chị nha, 47-48kg quay đầu giùm em. Lấy con này cho em Vi mã số 949. Sao mà cái lô này nó nhỏ quá ta, nãy giờ lên nhỏ không hay hả? Mấy cái size to của em mà mất tiêu hết trơn à. Nãy giờ lên nhỏ không á. Size số 11 đầm Âu. Con này form đơn giản, con này form đơn giản nha, 50kg cho đến 50-56kg quay đầu mặt đẹp. Form Âu nha mấy chị, đen Âu nè. Đó, 50-56kg quay đầu size số 11. Lấy cho em mã 479. Form Âu mã 479. Lên. Con này là, trời má ơi nữa nè, size số 7. Rồi, con này size số 7 nhưng mà 47-48kg được á. Con này đẹp lắm, 47-48kg quay đầu mặt đẹp. Lấy con này cho em Vi mã số 207. 479 của chế Trần Yến. Lên một con form Âu nữa nè. Size số 11. Con này tay tay ngắn. Trời ơi con này đẹp quá, hàng hiệu. Con này hàng hiệu nha mấy chị. Con này size số 11 luôn, 50kg cho đến 55kg mặt đẹp. Lấy con này lấy cho em mã B 93 size số 11 á. Chị Xuân Thanh lấy con sao đây chị? Ba nhỏ hả? Có bao nhiêu Âu em đưa hết cho mấy bà. Rồi lên nè. Con này size số 9 nè. Trời ơi con này nó hơi ngắn nhưng nó đẹp lắm nha mấy chị nhìn nè. Sang chảnh lắm đó mấy chị. Con này size số 9 nè, dưới 52kg giùm em. Đẹp lắm nha mọi người, đẹp lắm nha. Hình như, à con này cái này mặt trước, cái nơ của nó mặt sau mà em. Trời, con này mấy chị 1m50 hợp lắm á, 1m50, 1m55 hợp lắm á. Lấy siêu phẩm cho em Vi mã số 553. 553, ủa 150 là mã nào vậy ta? B93 chị Võ Quỳnh Xuân Thanh. Có mã 150 không? 150 của chị Vi Thang. Từ từ dơ lại cho chị coi chứ. Chị Vi Thang em thấy mình bấm con này chậm quá. Là con này mã 150 nè chị, đúng không? Em có một con mã 150 chị lấy con này đúng không? Chị Vi Phương nói gì? Cái hoa vàng đằng sau chốt chưa em? Dạ con này size to lắm chị. Con này size số 11 lận, 50-55kg lận, 50-55kg lận, size số 11 lận. Lấy con này cho em Vi mã B27 đi. Lấy cho em mã B27 đi. Mà có mã 29 hay. Chứ thì đang nó lắc lắm luôn. Mã 29 size của bà, size bên Mỹ, size số 7 bên Mỹ. Chị bên Mỹ không lấy mã 27 nè, mã 207 nè. Để em cho bà coi. Không có mã 29. Không có mã 29. Mã 207 nè bà. Size số 7 á, 47-48kg á bà, đẹp lắm. Con này là hoa xanh. Con này là sắc cánh hoa xanh form Âu, từ chiếc eo tự động. Mặc vô chiếc eo tự động không cần, không cần đai. Mã 207, con đó là size số 7 size bà đó. B27 là của chị Di Phương. Ok chị Di Phương, con đó là 50-55kg nha bà nha, size số 11 nha. Chị Di Phương là size S mà ta. Về sửa lại hả? 207 cô Dung Tống. Không phải cái đen tay dài mà có nơ á. Cái đen tay dài có nơ. Ai đang cầm kìa hai. Là mã 559 chị. Chị bấm cho em mã 553. Không có B27 đâu. Nè B27 trên đây nè bà nội. Lấy 507, lấy cái xanh nó qua xanh nó cho cô Dung Tống. Đẹp chứ bà. Năm năm ba cô Dung Tống lấy luôn rồi mấy chị. Năm năm ba cô Dung Tống lấy luôn rồi chị Bình Mỹ nha. Rồi lên. Trời ơi. Con này là size số 11 giùm em. Cái con cái lỗi nặng phải không hả? Tép chỉ là giờ mai là. Cái độ thôi nhưng mà cô Dung Tống đâu có thời gian đâu. Cái 207 á cô Dung Tống còn tặng cô Dung Tống nha, nó bị đứt chỉ ngay cái chỗ dây kéo á, mình về mình đạp lại cũng được, còn cô không đạp lại cô cho người ta đạp lại cũng được nha cô, con tặng cô cái đó ha. Rồi con biết cô bận mà, thời gian đâu mà đạp mấy cái đó. Rồi lên đi mấy nhà, size số 9 nè. Size số 9 52kg nè. Trời con này dễ thương quá, bảo đảm mấy chị chưa có. Con này form Âu tay loe. Lấy con này cho em Vi mã 78, nó bị tư chỉ cái chỗ dây kéo chút thôi. Mình đạp lại là xúc chỉ chỗ dây kéo thôi, chính xác là từ xúc chỉ.
khổ ghê không? Cô đợi chút nha cô, à, là cô về chỉnh lại con ha, rồi chỉnh mã tặng. Rồi lên. Con này size to nè mọi người. Con này 55kg cho đến 60kg nè. Con này size số 13, chị Hân Hân hồi nãy yêu cầu quá chị. Ngực 96 đúng không? Cái này eo 80 là thoải mái ha. Cái này ngực 96 chật á. Ngực bà hơi to. Con này eo là 80-82 thoải mái rồi mà ngực 96 không vừa. Con này ngực 90-92 thôi. Rồi con này 60kg nhưng mà ngực 90-92 thôi nha. Còn cái nào mà to hơn nữa để em báo lại cho, con này ngực 96 không vừa đâu. Lấy cho em mã số 9527 con này. 55-60kg ngực dưới 92. Lấy cho em mã 527 con đó nha. Mã 527 con đó giùm em. Rồi lên, em nhiều đồ lắm nha mọi người nha. Rồi con này size số 9. Con này size số 9 giùm em nè. 50-52kg quay đầu. Con này 50-52kg quay đầu giùm em nha mấy chị nha. Lấy con này cho em Vi mã số M4. Cô 52 tuổi rồi, cô muốn mặc có dài tay. Dạ. Dài tay hồi nãy thì cô lại không vừa ha, tiếc ha. Hồi nãy có một con dài tay á. À có một con dài tay cô lấy luôn á chị. M4 em chốt chị Khoa anh Nguyễn Thị. Rồi lên, siêu phẩm. Con này quá đẹp nha mấy chị. Con này quá đẹp nha mấy chị, size số 11 nè. Trời ơi. Size em. Size em nha mấy chị, 50-55kg siêu phẩm. Con này hơi dày một chút mà ở Sài Gòn thì nó hơi nóng ha. Nhưng mà mấy chị mà đi du lịch đó, Đà Lạt, Sa Pa hoặc là mấy chị du lịch trong cái thời gian mà thời tiết nó se lạnh thì con này tuyệt vời. Lấy con này cho em mã 089, em nói thiệt đó nha, em nói rồi đó. Cái bà mua về mà chê dày là tôi cự liền á. Rồi lấy cho em mã số 089 nói rồi á ha. Vải nó là vải chất u mì dày nha, nên là thích hợp ở mà cái vùng mà thu đông se lạnh, con đó tuyệt vời. Chứ mà mùa hè thời này á là mặc con đó là chết mẹ luôn á. Đẹp quá, đen mặt sẽ gọn người. Chốt cho chị con canh. Dạ chị Xuân Hồng. À quên, em đọc mã chị. Em đọc mã. Con canh em nhiều lắm, em quay dòng trở lại cho bà. Cái mẫu như con canh em nhiều lắm. Rồi con canh free size bao nhiêu ký cũng vừa, mã 968. Con canh là dòng free size, mặc bao nhiêu ký cũng vừa hết. Rồi lên siêu phẩm nè. Trời con này đẹp ghê không? Nhỏ nhưng mà con này cái dáng nó đẹp ghê không? Nhìn đẹp ha. Mấy chị con này đẹp lắm đó mấy chị. Mấy chị nhìn nè. Size nhiêu à? Nó mỗi lần coi size mệt lắm. Rồi con này đẹp lắm nha mấy chị nha. Cái form con này cực kỳ đẹp luôn. Size số 9. Rồi. Rồi chốt con canh bấm mã cho em. Rồi con này size số 9 nè. Em biết nhiều chị đợi lắm. Bà Mỹ Dung Nguyễn là size số 9. Bà Khoa Nguyễn Thị, cô Dung Tống là size số 9 nè. Nhìn con này đẹp kinh khủng luôn á. Con này cái form của nó giống như là hàng thiết kế gì đó, hàng đặt may. Rồi lấy siêu phẩm cho em Vi mã số C65, size số 9. Trời cái form đơn tay ngắn quá đẹp. Ai mà chuyên cái dòng này mấy chị nhìn hàng mấy chị biết liền nha mấy chị. Còn mấy chị mà không có chuyên mấy chị nhìn hàng mấy chị chơi già. Nhưng mà mấy bà mặc vô đi không có già đâu, sang lắm đó. Mấy bà mặc thử đi mấy bà hết hồn liền á. Ủa C65 nhiều người lấy vậy. Nhưng mà muộn giờ Diễm ơi, em chỉ chốt được cho một người thôi. Con C65 bà đổi thị toán rồi bon ken cho bà nội. Bà size 60kg mà mặt không có vừa đâu. Bà không kéo dây kéo lên được đâu, bà đừng có bon ken. Để em chốt cho. C65. Trời ơi, bà Mỹ Lệ bà bon ken luôn kìa. C65 á mấy chị, 60kg là mấy chị không kéo dây kéo được đâu. C65 là cô Dung Tống đầu tiên rồi. Mình nên bỏ qua đi mấy chị ha, để cho cô Dung Tống kéo dây kéo lên. Trời ơi, C65 đẹp quá mà sao mấy bà size L cũng bon ken bấm chi chị? Của người ta, của mấy chế size SM. Đây. Trời ơi, con này nó đẹp quá mà size số 9 nữa. Sang chưa, form Âu tay lỡ. Con này dài vừa qua gối MV, lên cao gót bao đẹp. Nhẹ nhàng đáng yêu, size số 9, mã 505. Chị size S mà em. Dạ em đâu nói gì chị đâu chị. Em nói miếng mẹ khác thôi mà. Nói chứ. Đưa hai con Âu size số 13 đây. Đây, hai đưa hai con Âu đen size số 13 đây. 505 của chị Mỹ Dung Nguyễn trước rồi. Chị Võ Quỳnh Xuân Thanh mà không vừa đâu, mình đừng bon chen chị. Size em mình mà bon chen chi vậy? Chuyện gì? Hai con Âu đen này, size số 13 này đúng không? Đây. Đây.
tìm em tìm đồ cho mấy bà nè, tìm đồ cho mấy bà size 60, 55, 60 kg nè. Dành không lại, có gì đâu. Nè mấy chị nhìn form Âu nè mấy chị. Trời thiệt có tôi chán mấy bà ghê luôn á. Tôi chán mà tôi không muốn nói luôn á mấy bà. Mấy bà nhìn hai con form Âu nè. Mặc vô cho chị coi. Em là size số 11 mấy chị. Em là size số 11. Em sẽ mặc cho mấy chị xem. Cái đầm tuy nó nhỏ nhắn xinh xắn như vậy mà em mặc rộng đó. Mấy chị mặc vô là mấy chị biết liền à. Rồi con này là size số 13 đó. Đó. Từ. Đó. Con này eo em là bây giờ mập rồi, 76 rồi. Con này là eo 78, 80 được nè. Ngực em là ngực 94 đó mấy chị. Nhưng mà nó vẫn còn dư nè mấy chị thấy không. Là con này mấy chị 55, 60kg. Mấy chị mặc rất sang, chuẩn size số 13 luôn. Rồi lấy con này cho em Vi mã 244. Đó, trời ơi, chi mày dành size số 9 với người ta. Size số 13 nè. Đủ size hết, size số 13 là size L Việt Nam mình đó. Đấy, trời ơi, tại sao không lấy mấy con này mà đi lấy mấy con kia mấy con kia cho nó mệt người vậy? Có kéo gì kéo lên được đâu. 244 chị Minh Hương, lên cho em số điện thoại địa chỉ đi chị. Saco 244 cho chị Mỹ Lệ. Còn một cái nữa, mã A7. Form này form trơn, sang hơn nữa nha. Form này y chang con nãy nhưng mà form trơn sang trọng. Lấy con này cho em mã A7 đó. Size số 13 luôn. Tầm size L mấy bà mặc không đẹp không ăn tiền. Rồi lấy số điện thoại chị Minh Hương. Chọn chốt đủ đơn nghe chứ. Chốt đủ đơn em à. Rồi, lên bình thường trở lại nè. Hai con size số 13 quá đẹp. Ok, lấy một con chị Hoàng Thúy mặc cho nó sướng nó sang nè. Chị Hoàng Thúy mặc con A7 bảo đảm sang. Em thấy cái hình avatar của chị rồi, chị là form A7 hơi bị chuẩn luôn á. Rồi em lên đi. Từ từ. Mình còn cỡ 20 con Âu, mình kéo cho nó dài nguyên like được không? Dài con này size số 9. 50kg cho đến 52kg mặt đẹp, size số 9. Mình Minh Hương là bạn của Sơn Tinh Dầu Dừa nha Vi. Ok, em chào chị Minh Hương. Hân hạnh được gặp chị. Rồi, con này nè. Là chế cho em bảo bê 21, con này chờ cỡ dáng chị Lâm Dương mặc được nè chị. Lấy cho em bảo bê 21 cỡ dáng chị Lâm Dương mặc được nha. Mới vô là thấy, hò đầu vô là thấy vũ rồi đó. Dài lên. Là chị Minh Hương là mặc size 7 không chốt cho cô à. Dạ A7 là của chị Hoàng Thúy bấm trước đó cô ơi. B51 của chị Bình Mỹ. Con lên nữa mà cô. B21 à B21 chị Bình Mỹ. Ủa sao kỳ ta, hồi nãy lên hai con Âu nó năn nỉ quá trời luôn á chị không lấy. Giờ lên đi. Con này 50-55kg mặt đẹp giùm em. 50-55kg mặt đẹp giùm em. 59.000 đồng giá. Đây là đầm Nhật cao cấp nha. Gia tộc nhà tôi hết đó. Dạ em xin chào cả nhà. Rồi lấy con này cho em mã 132. 50-55kg mã 132 dạ. Vừa nói quen biết cái là em hủy phiếu sơ cô liền. Rồi em lên nữa ha. Bây giờ lên đầm hoa lá hẹ đi ha. Em rất là nhiều kiểu nha mọi người yên tâm. Rồi đầm hoa lá hẹ như nó nằm bên này nè. Rồi con này lên size to nè. Con này 60-65kg mặt đẹp. Con này là form dành cho khách trung niên nè. Các cô á, 50 tuổi trở lên mặc rất là sạc. 60-65kg lấy cho con mã số M94. M94. Nhưng mà con đó nhỏ quá. Tay dài 60 mấy ký lận, 64 ký lận. Em đang tìm nè con. Em biết cái cô đó thích muốn cái gì rồi. Nhưng mà bây giờ từ từ tìm mới có. Rồi con này 50kg cho đến 57kg mấy chị. 50kg cho đến 57kg mặc đẹp giùm em. 59.000 đầm Nhật nha mấy chị. Lấy con này cho em mã số 1 M94 của chị Lệ Quyền. Mã số 1 qua trắng vàng. Rồi em lên tiếp nè. Con này quá đẹp nè. Con này là 55kg cho đến 60kg nha. Size số 11-13. Form siêu dài luôn. 55kg cho đến 60kg mấy chị. Size số 11-13. 59.000 lấy con này cho em mã 173. Số 1 của chị Mỹ Lệ nè. Rồi đầm linen tay dài nè. Không, con này tay lỡ không dài lắm. Nhưng mà size con này là 60-65kg vừa. Con này là vải linen nha. Con này là vải linen. Size con này là 60-65kg vừa. Hàng linen nè mấy chị. Mấy chị nhìn linen nhà em đẹp lắm. Rồi lấy linen cho em Vi mã số 280. 173 của cô Xuyên Đặng trước nha. Chị Minh Hương và chị Sơn Tinh Dầu Dừa sau rồi. Rồi đây. Từ từ để coi con này chất da lộn nè.
à đây đây đây, chết mẹ, con này nhỏ rồi, con này dưới 60kg là sợ 64kg không vừa. Cái chị cô gì đó, cô gì đó, cô hơn 280, cô hơn hơn được mà không có dài quét đớt nha cô. 280 là form qua gối thôi nha cô. Con này nè, cô nhắc lại cho coi cô cao bao nhiêu quên nữa rồi. Cô cao bao nhiêu quên nữa rồi, cô 64kg mà cô cao trên 1m6 là con này được nè. Nè, chất da lộn nha. Con này là 55kg đến 60kg, nhưng mà nếu mà chiều cao của cô cao á, 1m6 mấy thì cô 64kg là chuyện bình thường. Là con này là size L nha. Rồi lấy mã này cho em, mã 53, chất da lộn màu nâu, mã 53. Mã 53 da lộn màu nâu. Rồi đây. À hai. Wow, mê chưa? Đẹp chưa? Trời ơi trời. Đây đây, form này 55 60kg đây. Chất thun nhật chuẩn đẹp luôn, 1m65 luôn. Ngực 96 con đó vừa, con nâu ngực 96 vừa, 1m65 64kg là mặt size XL bình thường. Rồi con này nè. Vậy là con nói cái nào 60kg là cô được hết đó, cô yên tâm. Thế nào mà ngực chưa tới 9, còn con này bao luôn, bao này bao, con này bao ngực 100 luôn. Rồi, đẹp chưa? Con này 55kg cho đến 60kg nha. Lấy con này cho em Vi, mã số E45, con này bao ngực 100. E45 con nó đẹp đó. E45 giùm em nè. Trời mẹ ơi. Con này đã quá. Nè, con này nè, con này 55 60kg lót nè. Đó. 55 60kg lót á, đẹp lắm. Lấy con này cho em Vi, mã số 40, 60kg được, mã số 40. E45 là chị Vi than trước nha. Dạ 59.000 một cái đầm ha mấy chị. Mấy chị chốt ủng hộ em nha mấy chị. 59.000 cho một cái đầm Nhật ha, rất là rẻ. Mọi người ơi, rất là rẻ. Số 40 của cô Xuyên Đặng ạ. Rồi. Rồi con này là size số 11, 50kg đến dưới 55kg. Trời ơi các chị size SM ơi. 50kg đến dưới 55kg nè mấy chị ơi, con này đẹp lắm. Lấy con này cho em Vi, mã số B2 đi. Lấy cho em Vi mã B2 40 chị cô Xuyên Đặng trước nha chị. Đây, từ từ. Đây đây nữa nè. Cái form giống form 40 nè, nhưng mà cái này nó đính hẳn vô luôn. À con này 50kg cho đến 56kg thôi nha. Con này 50kg cho đến 56kg giùm em, quá dễ thương. Hoa bông của nó rất là to. 59.000 đồng giá nha mọi người. Lấy cho em mã 299 giùm em. Con này 50kg đến dưới 56kg thôi, mã 299. B2 của Mỹ Dung nha bà. Rồi con này dễ thương kinh khủng mà size số 7 nha mọi người. Con này dưới 46, 47kg. Con này 47kg mặt đẹp. Rất là dễ thương, con này sang 47kg quay đầu mặt đẹp. Lấy cho em mã M2. 299 là em chốt cho chế Hoàng Thúy nè. Dạ đúng rồi, 40 là đi nguyên cặp đó cô. Con chỉ con nè, cô về á, cô chỉnh lại, cô may lại cái vai của nó dính vô á, để mình lỡ bị lạc nhau. Đâu, vì lấy cái đó mặc cái khác cũng được. Ồ, maybe. Rồi con này là chất umi dày dặn giùm em, đầm thu nha mấy chị. Con này chất umi dày dặn nha, mình mặc đi Đà Lạt hoặc đi chỗ nào giùm em, chứ mặc ở Sài Gòn thì nó nóng lắm. Chất umi dày. Con này 50kg cho đến 58kg, size ML rất là sang. Con này lên giày bốt này nọ đẹp kinh khủng luôn á. Rồi lấy con này cho em Vi, mã 457 đi, chất umi dày nha. Mã 457. Rồi lên nè. Má ơi, một con gấm cao cấp đi tiệc. Trời ơi, con này mấy chị sang quá mấy chị. Dòng này nhìn vô là biết dòng cao cấp mấy chị nhìn nè. Con này 55-60kg, hàng cao cấp, size số 13 luôn. Con này size 13 luôn, quá đẹp. Mấy chị nhìn kỹ vải giùm em ha, theo gấm hết toàn bộ 100% cái đầm. Rồi lấy siêu đầm cho em Vi, mã số 53 siêu đầm. 457 của chị Chu Ly Lê. Rồi con này mấy chị size S nhìn. Size số 9, mấy chị size số 9 nhìn. Quá dễ thương. 52kg quay đầu, trời ơi. 52kg quay đầu siêu dễ thương luôn. Lấy con này cho em Vi mã 186 đi ạ. À. Lấy cho em Vi mã 186 đi ạ. À. Rồi em lên nữa nha. Siêu phẩm size số mấy này để em coi, con này siêu phẩm quá. Con này siêu phẩm quá. Wow. Ôi con này mê quá mấy chị, tuyệt vời. Con này size số 13, 15 nè. Rồi 60-65kg. Con này á, ngực là dưới 100 nha. Con này đai vải đi kèm, 60-65kg đai vải đi kèm. Con này quá tuyệt vời. Em bao 60-65kg size 1XL, 2XL vừa hết. Con này á, người ta bán ít nhất là 400.000. Nhưng mà em Vi chỉ tính mấy chị 59.000 thôi. Cam kết, chuẩn Âu, chuẩn đầm Âu Nhật. Lấy cho em ở B21, hàng sang chảnh. Con B21 quá đẹp. Con B21 nó vừa Âu và vừa Vin nữa đó.
con B21 vừa Âu vừa Vin. Rồi mấy chị không tin được, em đang cầm trên size trên tay em con gì đâu. Một con Âu size số 17. B22 chị Giảo Quỳnh Xuân Thanh. Trời. B21. Ờ con này quên. Con này có người đặt rồi. Quên anh biết. Có cô 70 ký đặt rồi. Con nó thay gì vậy mấy cô mà size 1XL, 2XL 70 kg phải đi mai ở bên ngoài rất là nhiều tiền. Con nó chỉ cần mua của em có 59.000 thôi. Thấy hời không? Nên là mấy cô mà đang phải đi may đồ hoặc mua đồ giá cao tiền á, cứ ở live với like của con có rất là nhiều đồ đẹp luôn. Rồi con này 55-60 kg nè, thêu hoa. Con này mấy cô mặc màu ổng á, mấy cô mặc lót giùm con, tại vì cái này nó đẹp quá. Cái này nó đẹp quá nè. Đó. Con này 55-60 kg size số 13. 55-60 kg size số 13. Con này ngực 96 được nha, tại ngực con đã 94 rồi đó, nó dư một khúc. Ngực 96 được. Lấy mã số 206 siêu đẹp luôn. Rồi dạ cô ơi, cô bấm mã giùm con cô ơi. Thông cảm giùm con, chốt hàng bên con là phải bấm mã tại vì nó rẻ quá đó. Cô bấm trước thì con chốt cho cô. Chứ con hoa đó nhiều người cũng mua cho bà cho mẹ lắm. Nha. Thì con chỉ có tư vấn rồi con đọc mã thôi, mình ưng thì mình bấm. Rồi siêu phẩm đi tiệc. Con này đi tiệc body 47 48 kg quay đầu. Đi tiệc nè, mấy chị nhìn đi tiệc nè. 47 48 kg quay đầu, con ren body đi tiệc này mấy chị từng phải bỏ bao nhiêu tiền mấy chị mua? Lấy cho em mã 493, thời mà ren nó lên ngôi á. Ren body lên ngôi mấy chị mua con này rất là mắc tiền. Lấy con này cho em mã 493, không thua gì hàng shop đâu nha, chất ren không thua gì shop đâu nha. 206 là cô Hân Hân. Cô 52 tuổi nha này. 52 tuổi là nhỏ hơn má chồng con 1 tuổi. Má chồng con 53. 493 là chị Mỹ Dung. Nhìn bộ em form cổ điển. Trời ơi con này đẹp quá ai. À. Nè nhìn nè. Mấy chị để ý nè. Trời ơi mấy chị nhìn cổ điển nè. Mấy chị cứ nhìn một cái đầm em bán 59 nha, mấy chị cảm nhận nó như thế nào. Rất là sang nha, chuẩn nha. Nó không có mà hot girl như thời đại bây giờ, nhưng mà đầm của em rất là chuẩn. Đầm hot girl mấy chị mặc một nước hai nước mấy chị bỏ hết, nhưng mà đầm này mấy chị mặc hoài luôn không bao giờ bỏ. Con này là chuẩn Âu luôn mấy chị nhìn nè. Nó thiết kế chạy viền bằng những cái hạt ngọc trai, theo hot luôn. Xếp ly cánh quạt ở phần dưới. Nó là cả một gia tài luôn á mấy chị. Nói chung là cầm cái đầm nó đã cái tay lắm. Size số 11 giùm em. 50kg đến 55kg. Trời con này sang quá luôn á. Mấy chị đeo bông tai mà bông tai theo kiểu bông tai sát tai á, đẹp lắm. Đẹp lắm. Lấy siêu phẩm cho em mã E43. Đấy, em cho mấy chị coi gần á, chất Volter lụa thêu á, đã không? Còn nếu mà hoa thêu hồ lá hẹ vẫn có, mấy chị yên tâm, nhưng mà đa số mấy cái vòng đen nó quá đẹp. Rồi, lên con này mát mắt dễ sợ chưa? Xanh battle. Trời con này dễ thương nữa nè. Con này cái cổ nó đẹp kinh khủng. Xanh battle lưới mát mắt lắm. 493 chị trước phải không? Dạ không chị. E43 chị Võ Quỳnh Xuân Thanh. Chị Phạm Mỹ Hiệp bơm lắm chữ E giùm em nha. Cái 493 là của Mỹ Dung trước đó chị Bình Mỹ ơi. Từ size số 7 em nhiều lắm. Rồi lên con này size to mọi người. 50kg cho đến 58kg. Con này là size cỡ em mặc á. Đó 50kg đến dưới 58kg. Size ML Việt Nam mình nha. Con này màu xanh battle theo hoa chuẩn. Lấy con này cho em Vi mã số 420. Lấy cho em Vi mã 420 giùm em nha. Rồi đây. Má ơi, tì ơi, con này người ta bán nè, người ta đang để giá cũ là 250-300 nè. Nên mấy chị đừng có thắc mắc vì sao em lấy được những cái sản phẩm như vậy nha mấy chị. Con này người ta đang để giá cũ là 350 á. Ta đang để giá cũ 350. Con này là 55kg ha, 55 size số 11 á, 55kg. Đã không? Giá cũ là 350 đó. Lấy siêu phẩm cho em Vi mã 524. Em bán 59.000, má mất mẹ nó cái giá cái đầm của người ta. Đôi khi nằm suy nghĩ thấy mình có ác quá không? Giống như mình làm sai lệch đi đó một cái gì đó, em nói thiệt, em bán 59.000 em cảm thấy nó sai lệch đi một cái gì đó đó mấy bà. Nhưng mà mấy bà vẫn thương em, ủng hộ em thì mấy bà làm gì trách em đúng không? Mấy bà mua chứ sao trách em, nhưng mà em tự trách bản thân em vì em đã phá vỡ một siêu phẩm. 524 của chị Mỹ Bình Mỹ.
Nên mấy chị trân trọng siêu phẩm của em bằng cách mấy chị mặc rất kỹ. Mặc đến mà thí dụ như một thời gian sau mấy chị quay lại mấy chị nói với Vi là cái đầm nó vẫn còn tốt lắm. Cái đó là cái giá trị mà mấy chị mang lại cho em. Rồi con này đẹp không? Con này lên ly size số 15. Con này 60-65kg bao dừa, size XL, 2XL dừa. Con này là hàng giống như hàng thiết kế rồi đó mấy chị. Con này size XL, 2XL dừa nha. Size 65kg luôn á. Lấy cho em mã M3 size to. Lấy cho em Vi mã M3 size to. Rồi em lên size nhiều của chị em size nhỏ đây. Được không? Dài. Cái hai cái form, cái lô này nó dạng nó hơi kén khách một chút ha. À, mấy chị nhìn mấy chị mới biết. Chứ mấy chị mà kiểu như mấy chị mà trẻ trẻ chung chung á, mà kiểu như mê cái đầm hiện đại bây giờ thì không có thích đâu. Nhưng mà mấy chị chưa từng lên dán những cái này, mấy chị mới thấy nó đẹp như thế nào. Na M3 là chốt cho cô xuyên đặng rồi. Rồi con này dưới 48kg nè. Dưới 48kg size S nè. Nhìn nè. Lấy con này cho em Vi mã số 571. Chị trước mà, dạ chị trước mã nào chị em kéo cho chứ. M3 là cô xuyên đặng rồi ha. Chị nói cái 524 đúng không? 524 chị Bình Mỹ trước, chị má tư ngay sau đó luôn. 524 tuy không phải là size của chị Bình Mỹ, nhưng mà chị Bình Mỹ lấy bất chấp là chị Bình Mỹ lấy để tặng đó. Em nhìn em biết rồi. Con nó mà lấy để tặng là thôi tuyệt vời. Tiền không? Tiền không? 571 của chị Cao Trinh. Lên cho em số điện thoại địa chỉ luôn đi chị. Không nhận đầm mà chưa có luôn. Dạ chút xíu, đợi em chút xíu chị. Dạo này là nó nhân viên nó đang thiếu. Con này chất liệu xô Nhật. 55kg, 60kg, hàng xô Nhật nha. Con này xô Nhật cao cấp. 55-60kg xô Nhật. Lấy cho em mã bơi 31 nha. 55-60kg luôn nha mấy chị nha. Chất xô Nhật dùm em nha. Chị Cao Trinh mình size nhỏ phải không chị? Size 48kg phải không chị? Em lên lại mấy con size 48kg cho mình chốt ha. Chị Cao Trinh lên cho em số điện thoại địa chỉ nhanh lên chị. Con đó là size S 48kg nha. 571 chị chốt. Rồi con này size to. Form này 60kg đến 65kg mặt đẹp. Form này 60-65kg mặt đẹp. Đó ha, con này trung niên nè, nhìn nè. Lấy con này cho em Vi mã số 255. Lấy cho em mã 255. Rồi bắt đầu bây giờ em đi nhanh một chút xíu nha mấy chị. Em đi nhanh một chút xíu, chị Cao Trinh cho em xin số điện thoại địa chỉ nhanh lên chị. Rồi lên. Con này nha, size nhỏ. Con này rất là đẹp mấy chị nhìn nè. Mấy chị nhìn kỹ nha, con này mấy chị nên chốt 50kg đến 52kg quay đầu. Size SM. 50kg đến 52kg quay đầu, con này rất là tiểu thư luôn. Lấy cho em mã M23. 255 con chốt cho cô xin đặng ạ. Chị Cao Trinh ơi, mình còn xem chị lên trang số điện thoại địa chỉ nè. Em chốt cái con đó 47-48kg cho mình quá đẹp rồi đó chị Cao Trinh, nhanh lên chị ơi. Rồi lên nữa nè. Con này nè, 45kg cho đến dưới 50kg mặt đẹp. 45kg cho đến dưới 50kg mặt đẹp, size số 7. Con này đẹp, không đẹp không lấy tiền hết trời. Lấy cho em mã 81. Lấy cho em mã 81 M23 của chị Di Võ. Chị Cao Trinh ở Long An. Rồi M23 chị Di Võ lấy trước rồi nha. Chết mẹ xin lỗi. M23 là chị Minh Ly Yến chứ không phải chị Di Võ. Xin lỗi nha. M23 là em kéo kỹ màn hình là chị Minh Ly Yến trước, chị Lâm Dương sau. Em xin lỗi chị Di Võ, mình chốt con khác giùm em nha. 81 em chốt cho chị Bình Mỹ. Quăng ngược mấy con size số 7 nè. Số 7, số 9. Rồi em lên con này size số 13. 50kg cho đến dưới 56kg mặt đẹp. Con này 56-57kg được luôn nha các chị. Size số 11-13. Dưới 56-57kg mặt được. Lấy con này màu nâu này cho em Vi mã số 936. Lấy cho em Vi mã 936. Từ từ em thấy bên này đẹp nè. Trời ơi, rớt à. Xin lỗi mấy chị nha, tại vì cái nó trơn quá nên nó rớt á, không có để chồng được. Rồi, siêu phẩm. Con này 50-55kg quay đầu mặt đẹp. 50-55kg quay đầu mặt đẹp giùm em. Dễ thương không mấy chị? Đồng giá 59.000 cho toàn bộ đầm đẹp ngày hôm nay ạ. Lấy cho em mã bơi 72. Lấy cho em mã bơi 72, con này size số 9. Trời ơi, con này size số 9 nè. Con này là 45kg cho đến dưới 52kg. Hơi bị dài nhưng mà đẹp lắm. 45kg cho đến dưới 52kg. Lấy con này cho em Vi mã số 38 đi. B72 của chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Em chào chế. Rồi em lên nè. Dạng đầm sơ mi tay ngắn. Con này dưới 50kg giùm em.
dạng đầm sơ mi tay ngắn dưới 50kg lấy cho em mã B 47. Lấy cho em mã B 47 nha. Đầm sơ mi tay ngắn dưới 50kg mã B 47. Rồi siêu phẩm chất thun Nhật. Con này mấy chị chốt nè, đã nè. Con này quá sang rồi. Con này hơi sexy một chút tại vì nó rơi trễ nha. À con này nó hơi trễ một tí nhưng mà rất là đẹp. Trời ơi má ơi đã quá. 50kg đến 55kg nha, size số 9-11 quá. Trời ơi đẹp quá. Nhất nách. Lấy cho em mã số C50, nhất nách luôn. B47 của chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Trời con C50 đẹp quá, size số 11 á. Con C50 size số 11. Ô là la, size số 9 nè mấy chị ơi. Con này cổ nó ngang nha, cổ nó ngang theo kiểu quý tộc á nha mấy chị. Trời con này tại mặt không vừa thôi đó mấy chị. Đây mấy chị ốm nè. Trời ơi sang lắm, con này sang lắm. Con này mấy chị mặc theo kiểu mà sườn xám ngày xưa cũng đẹp nữa. Dưới 50kg thôi mọi người. Dưới 50kg con này đi. Lấy con này cho em vi mã số 47, dưới 50kg mã 47. C50 của chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Đồ em nhiều lắm nha mọi người nha. Rồi bây giờ em lên tóc hành nha. Con này là 45kg nha mấy chị, cho đến dưới 53kg size số 9. 45kg cho đến dưới 53kg size số 9. Lấy con này cho em vi mã số 566 hàng hiệu nha, 566 hàng hiệu. 9AT size số 9AT. 47 của chị Bình Mỹ. Size số 9AT hàng hiệu nha. Con nâu này hàng đẹp nè mấy chị, nhìn cái ben của nó nè. Trời ơi. Nè mấy chị, cái ben của nó mấy chị. Ben hiếm quá nè. Con này mấy chị nên chốt, đừng bỏ qua. Mấy chị để ý kỹ lại bốn cái ben, sáu cái ben giữa bụng nè. Đẹp không? Lấy cho em mã 566 đó. Size số 9AT đó. Cái ben nó đẹp ghê không? Rồi lên siêu phẩm. Con này dáng baby doll. Con này nó na ná Lolita luôn á tao ơi. Tiền không á mấy chị. Con này nhiều chị săn á, mà săn với giá bất chấp luôn á. Rồi con này 50-55kg free size. Free size SM. Mấy chị 50kg mặc cũng đẹp, mà mấy chị 55kg mặc ok. Lấy cho em mã C66 New Tem nha. Con đó đẹp lắm đó, con đó tiền không đó mọi người. Rồi lên vin tay dài. Con này là size số 9. Trời ơi, dưới 52kg thôi. 45kg đến dưới 52kg vin tay dài. Lấy con này cho em vi mã số 105. C66 chị Võ Quỳnh Xuân Thanh. Lấy cho em mã 105. Em lên vải tôn lanh cao cấp form cánh dơi. 105 của chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Vải tôn lanh cao cấp form cánh dơi. Con này là size số 11 nè. 50-55kg quay đầu mặt đẹp. Trời ơi con này quá đã rồi. Có chiếc eo luôn, bản eo rất là to. Lấy cho em mã 335. 50-55kg lấy cho em vi mã 335. Con này 50-55kg luôn, size số 11 giùm em. Đây nha, em cao 1m6 nha. Em sẽ cho mấy chị xem độ dài gần như là chính xác luôn. Lấy con này cho em mã số 7, size số 11. 50-55kg mã số 7, trời. Con nó đẹp quá, không phải chốt tiếp gì. Rồi, siêu phẩm. Con này 50kg cho đến dưới 52kg thôi. Con này size số 9 nè. Con này size số 9, dưới 52kg mặc đẹp giùm em. Đai bằng vải luôn. Lấy siêu phẩm cho em mã 103. Siêu phẩm con này hàng hiệu nha. Con này hàng hiệu nha, 335 chị Cao Trinh dùng đơn. Số 7 của chị Hoàng Vi Ngô. Con này hàng hiệu chuẩn luôn, đẹp lắm. 103 lấy cho bà Mỹ Dung Nguyễn nè. 59.000 thấy con đầm chất lượng không? Phan Nhi sao rồi cưng ơi, từ từ em dòng chút xíu để em dòng mấy cái con size số 7 đẹp cho mấy chế. Rồi con này form Âu đơn giản nè, con này ngắn nha, con này đẹp lắm. 50-55kg đẹp lắm lầm lâm luôn. Dành cho mấy chị mà cao 1m55 á, 1m50, 1m55 á mấy chị, siêu phẩm. Ai thể hiện giận vậy trời. Đồ đẹp mua không được hay sao. Lấy cho em mở bơi 44 giùm em, 50-55kg form Âu. Bơi 44 giùm em. Rồi em lại lên. Con này size số 9 luôn. Con này nè 45kg cho đến dưới 52kg thôi. Mấy chị mặc sẽ rất đẹp. Size số 9 nè.
em mặc lên là nó mất form liền. Mấy chị size L mặc lên là mất form liền. Cái này mấy chị size SM mặc đẹp. Rồi lấy siêu phẩm size SM cho em Vi mã số B82. Em thích mấy con như B82 lắm nhưng mà em bận lên nhìn nó kỳ lắm, mất form. Nên là mấy chị size SM mặc con đó siêu đẹp. Rồi lên siêu phẩm. Ố là la, con này quá đẹp nè. Trời ơi con này đẹp quá mọi người ơi. Chất Volter lụa B82 của chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Trời con này mới đã nè, size số 11 của chị em mình nè, Volter lụa nè mấy chị. Mê không? Trời ơi con này em mê kinh khủng, nhìn nè. Nhìn Volter, nhìn Volter lụa nè. Trời ơi, em biết mấy chị mấy cô khoái lắm. Tại vì mấy này mình mua ngoài mắc tiền lắm. Trời dư một khúc eo luôn, vô tư để coi cái ngực nó làm sao nha. Rồi dư một khúc ngực luôn, con này size số 13 luôn á. Nè. Đã không? Ngực Vi là 94 rồi đó, mấy chị thấy em dư một khúc không? Con này 60kg cam kết vừa. Eo 80 mấy luôn, ngực trên 96 luôn. Trời, nhìn đầm nhật vậy chứ mà đẹp không? Thử vô mẫu chính xác nè. Lấy cho em mã số 15 siêu phẩm. Con này mới là chất lượng nè mấy chị, chất Volter lụa nha. Đó, 60kg con này thoải mái luôn. Dòng này mấy chị mặc, em mặc cho mấy chị rồi đó. Eo 80 mấy, ngực 90 mấy luôn đó. Số 15 bà Mỹ Dung Nguyễn. Trời nhanh quá vậy, mua cho mẹ phải không? Nhìn là biết rồi. Đẹp quá trời, mà nó không quá dài, mà nó không quá ngắn nữa. Mã số 15 Volter lụa của mẹ Mỹ Dung Nguyễn. Cái đó mua cho mẹ hoặc mua cho bà được mà. Bao dễ thương luôn, bao sang luôn. Mua bất chấp thôi hả? 15 chị Mỹ Dung nhanh nhất rồi nha mấy chị. Đó, lâu lâu thử cho bà coi. Trời ơi thử vô thấy rộng không? Nhìn video bự như vậy mà thử có con đó thấy rộng. Mà là mấy chị biết cái đầm nhật nó chất lượng như vậy đó. Rồi lên. Con này 50-55kg nè. Đó. Trời ơi con này kiểu dáng sườn xám xưa nha. Trời con này mấy bà mang búp bê, mang một đôi hài á. Rồi người ta gọi là đôi hài vô đẹp đó. Lấy cho em mã 950. Đó đồ em nhiều lắm mấy chị đó. Nãy giờ mấy chị mà coi like, mấy chị ở lại mấy chị coi, mấy chị cũng hình dung được là cái phong cách em đang hướng tới á. Em không có hướng tới giới trẻ nha, em hướng tới những con đầm chất lượng, mặc được. Livestream mấy chị thường hay có một cái suy nghĩ là mình khi mình mua đồ online mình khó mặc được, hoặc mình mua 10 cái mình mặc được có 2 cái, 3 cái chẳng hạn. Nhưng không, mấy chị mua đồ của em rẻ và mấy chị mặc bảo đảm mấy chị mặc đẹp. Rồi em lên. Con này 50-55kg nè mấy chị, form công chúa. 50-55kg form công chúa. Lấy cho em Vi mã số 284. Tuy là hôm nay đồ nó không có gọi là sắc sỡ đi tiệc đi đồ nhưng mà mặc lên nó rất là sang. Trời ơi con. Bỏ M23 bỏ chưa? Bỏ rồi. Tiền không con này nè. Trời ơi, ai nhìn con này nữa nè. Size số 13. 55-60kg. Siêu phẩm luôn. Con này đẹp quá mọi người ơi. Lấy cho em mã C58, không biết nói làm sao chứ nó đẹp kinh khủng luôn á. Trời ơi con này đẹp quá. Trời ơi con này thôi. Không muốn rời con đó luôn, không cần thử, con đó không cần thử, quá đẹp. 284 chị Khoa Anh Nguyễn Thị. C58 chúc mừng chị Yến Xuân, con đó đẹp kinh khủng. C58 chị Yến Xuân chút trước rồi mới chế. Đã quá con C58 đã quá. Rồi lên đi mấy chị. Con này là vôn lụa satin. 50-55kg, vải của nó là vải lụa satin Nhật nha. 50-55kg, size số 11. Lấy cho em mã 336, vải lụa satin. Từ từ, em sẽ lên những cái form đó như cho mấy chị nha. Để tôi bóc thử lên. Có, em có. Em hy vọng mọi người hôm nay chốt đủ, chia sẻ mấy chị, chia cho mấy chị đủ đơn mà. Mấy chị, đây, nè. Chết mẹ, con này size số 7 à. 336, chị Trần Bích Chi. Con này là dưới 50kg thôi, mấy chị nhìn nè. Mấy chị nhìn nè, đã không? Bọn em Volter lụa. Con này là Volter lụa cổ ngang á. Cổ ngang theo kiểu cổ thuyền á. Size số 9. Dưới 50kg. Con này dưới 50kg thôi. Lấy cho em Vi mã 464. Con này mà không đẹp nữa là không có con nào mà đẹp nữa hết rồi đó mấy chị. Volter lụa đó mấy chị. À lộn, Vol satin lụa đó. 46. Cái gì vậy trời. 464 chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Rồi con này mấy chị, size số 13. 50kg cho đến à quên không, từ từ em coi con này. Sao con này thấy nó rộng quá vậy? Hàng. Bởi vậy đầm nhật phải coi size mấy bà ơi. Nhìn nó khó đoán lắm, má nó thiết kế hay lắm.
Bởi vì mấy chị chơi đầm nhật có với em, mấy chị chơi là mấy chị mê ghiền giống em luôn. Con này không? Con này nè, size số 11, 50kg cho đến dưới 56kg được á. Size số 11 nha mấy chị. Lấy con này cho em Vi mã số C96. Nghe Ngân ơi, C98 để Vi like xong Vi sắp xếp công chuyện nè. Chiều nay Vi có rất là nhiều kèo luôn. Chiều nay Vi đi Hóc Môn và Dắp. Chiều nay Vi đi nhiều lắm. Nên là Đặng Kim Ngân có gì chiều nay toàn bộ công việc chiều nay Vi sắp xếp hết nha. Chứ bây giờ là đi dính cái giờ like của Vi rồi Vi không sắp xếp được. Bây giờ live stream của Vi rồi Vi không có theo được, Vi không có sắp xếp được nhiều thứ. Xuống live Vi ăn cơm xong Vi sẽ sắp xếp làm việc. Rồi lên đi. Con này giống con canh mấy chị, có đai màu trắng. Con này dạng làm khoác, mấy chị gài hết nút mấy chị làm đầm cũng được. 50-55kg giùm em. Con này nếu mấy bà có mặc lót, có đầm lót là đẹp nữa. Lấy cho em ở 132. Lấy cho em Vi mã 132 nha. Đồ ngon lắm nha. Vi biết rồi nhưng mà chuẩn Nhật giùm Vi cái. Tại vì Vi cung cấp cho khách của Vi hàng Nhật không à nha. Hồi lên. Con này 50-55kg. 50-55kg nha. Lấy con này cho em Vi mã số 57. Mấy chị biết sao không? Thật ra mà nói thiếu thiệt với mấy chị á, là hàng bây giờ em hết rồi. Em hết rồi. Không còn hàng. Nên bây giờ em mới tiến hành là biết mấy chị biết em làm gì không? Em đi gom của những cái shop mà ở thành phố Hồ Chí Minh á, mà họ cũng có đồ Nhật như vậy nè, mà họ không bán được á, họ không mở cửa được á, họ hạ xào á, họ gì á, thì em đi đến từng nơi, em lựa từng cái đẹp mà phù hợp với các chị, phù hợp chất lượng Nhật để em bán cho mấy chị, là mấy chị hiểu rồi đó. Mùa này á, ở bên Campuchia nó đang rất là gì, nó đang không có hàng mấy chị. Áo gió ngon lắm Vi ơi, tối tôi lên một lèo bán 30-40 nghìn một cái hết rồi hả? Ừ, từ từ để tôi khui, tôi đang khui ba kiện một lúc quá để làm cho áo gió đó. Rồi con này đây 55kg cho đến 60kg giùm em. Con này 60kg, con này hơi bị dài. Con này chỉ phù hợp cho cô xuyên đặng với cái cô gì đó. Cô gì mà 1m65 á. Cô Hân Hân á, à đúng rồi. Tay con này nè, em Vi cao 1m6 là dài, thấy đi quét nhà được rồi đó. Rồi lấy con này cho em Vi mở 129 đi. Cái này em đi quét nhà rồi đó mấy chị. Hay sai nhiêu? Size số 13, 55-60kg. Ý con này dễ thương quá nè hai. Con này nè 50-55kg size số 11. Dạ 129 thì cho đi lên mua cho mẹ đúng không ạ? Đúng dòng sắt cánh luôn đó chị. Con này dễ thương quá ơi. Size số 11 nè. 50kg đến 55kg nha. Trời ơi mê quá, con này đẹp quá à. Trời ơi con này dễ thương lắm luôn. Con này dễ thương lắm luôn. Lấy cho em ở 225. Có nó mua mà không ai biết mình mua giá 59 ngàn đâu mọi người ơi. Rồi thun nè chị, mấy chị thun nè. Thun này new tem luôn. Trời má ơi đã quá. 225 của chị Trần Bích Chi. 225 độc và đẹp lắm đó. Caro đuôi cá mà có cái túi để tạo hình nữa. Tạo kiểu khi chụp hình nữa. Rồi con này mấy chị size số 11. Một con viên cao cấp size số 11 nút đôi. Đây em đứng gần cho màn hình coi. Con này giá trị thị trường là 400-500 ngàn đó. Được chưa? Em bán 59 ngàn nha. Tại vì em chuyên cung cấp cái dòng rẻ cho mọi người ha. Lấy cho em 50-55kg mã B64. 50-55kg mã B64 129 chốt cho mẹ được không Vi? Dạ được chị. Mẹ chị cao nha. Chứ mà cỡ 1m6 là mặc đi quét nhà đó bà. Phải cao á nha. Rồi siêu phẩm. Mấy con này đẹp lắm. Nãy hôm nay em like hơi chậm đúng không? B64 bà Mỹ Vô Nguyễn. Rồi đây nè, chất thun cho chị nào cần nè. Thun Nhật á. Thun Nhật là em thấy mấy bà đi săn quá trời. Trời con này đẹp lắm, con này nó mai ba cái ben nhúng ở đằng sau nè. Thấy không ạ? Con này nè, cái lưng của nó mai ba cái ben nhúng á. Mấy bà mà bị mở lưng hay mở đồ đó, mặt che được hết. Mấy chị thấy không? Mấy chị mà chơi chuyên đầm shop, đầm thiết kế, mấy chị nhìn mấy chị biết hả? Mấy chị đừng có chơi mấy cái đầm bây giờ thường, mấy cái đầm này đẹp lắm nè. Đó. Con này là size số 9-11 luôn. Trời ơi, con này nè, nó nhúng cái eo nè. Nó nhúng cái eo trước nè. Thấy không, mấy chị thấy không? Ở đây vải luôn. Con này 50-55kg ok ha. Free size SM, size S mấy chị mặc cũng đẹp. Size S thì mấy chị mặc theo cái dây nịch. Còn không, size M mấy chị mặc bình thường. Lấy siêu phẩm này cho em ở C76.
Dạo đó em chỉ cho mấy chị thấy cái đầm nó đẹp như thế nào. Nó không phải là dạng mấy cái đầm may xưởng bây giờ đâu. Đầm này là đầm người ta may rất là tỉ mỉ bên Nhật. Nó kiểu như bây giờ khổ chủ chỉ mặc một hai lần rồi khổ chủ không mặc nữa đó. Nên mình mới có cái giá 59.000, nói thẳng ra là như vậy. C76 của chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Chứ thiệt ra mấy cái đầm này mà giá web mắc tiền lắm. Giá mà mua mới ở bên cửa hàng bên Nhật mắc tiền lắm. Rồi con này đi. Mà xin không? 50kg đến 57kg. Con này là size ML luôn, size số 11, 13. Lấy con này cho em Vi mã số E18. Uổng quá hả? Thôi bà ơi, nãy giờ bà săn nhiều siêu phẩm rồi. Nãy giờ bà Mỹ Dung Nguyễn bà săn nhiều siêu phẩm của các cô size số 13 rồi đó. Rồi đây. Trời ơi. Con này đẹp không ta? Con này em mặc cho mấy chị coi thử nha, siêu phẩm luôn. Mới new tem luôn nè mấy chị. Thấy không? Đó. Rồi mấy cái này E18 của chị Võ Quỳnh Xuân Thanh. Thật em thử mặc coi được nha. Con này con mấy con dáng này quá đẹp. Có nghĩa là cái này là ở cửa hàng ở bên Nhật. Họ ra cái mẫu bộ sưu tập mới, bộ thiết kế mới thì cái mẫu này họ bỏ ra. Đó, cái kiểu như khách thượng lưu bên đó họ không có thích những cái mẫu này nữa, họ thích những cái mẫu bộ sưu tập mới. Nên là họ bỏ qua những cái con siêu phẩm như vậy. Trời ơi, má ơi, nó vừa sát người em luôn đó mấy chị. 59.000 chị nhìn cái form đồ thiết kế mấy chị thấy cái đồ nó như thế nào. So với hàng may xưởng, hàng Việt Nam, hàng Quảng Châu thì nó như thế nào. Làm gì bằng. Rồi size số 11 chuẩn luôn, đo ni, đóng ni cho em luôn. L74, ngực dưới 92, 92, 94. Rồi lấy siêu phẩm cho em mã C46. Đẹp không? Theo em đi, bởi vì mấy bà nói, tôi nói rồi mấy bà theo em. Mấy bà nhìn cái độ phồng của cái đầm nè. Em chưa có di chuyển nha. Em chưa di chuyển con đầm nè mấy chị. Công nhận cái đầm này thiết kế làm cái eo của mình nó nằm trên chút ha. C49 của chị Vân Dương. Chị Vân Dương ta thấy theo em lâu lắm rồi nè. Hết không? 59.000. Em chị Vân Dương là hai trong hội thấy lâu lắm rồi nè. Cho em số điện thoại địa chỉ đi bà. Đó, con này còn new tem nữa chứ. Trời ơi, con này nó còn mới nữa chứ. Bà ơi, bà hạnh phúc quá bà ơi. Bà Vi bỏ bùa 3 năm nay rồi. Trời quả vậy. Em bán hàng chân chính nha mấy chị. Em bán hàng chân chính nha, em bán hàng 5 năm rồi. Bà Yến Sơn mà biết em có 3 năm thôi hả? Đã C46 hai. Vậy, em like nãy giờ hơi chậm đúng không? Tại vì mê quá mấy chị. Mê mấy con đầm nó quá đó. Em biết là nhiều chị mất thời gian chán. Nhưng mà tại vì em mê quá nên em mặc lên nó cho đỡ ghiền. Cái xong em bán cho bà Vân Dương. Rồi lên. Con này là size số 9 nè. Con này 52kg thôi. Không có cách nào em Vi vô được hết. Mấy chị vô giùm em đi. 45kg cho đến 52kg quay đầu. Đã chưa? Lấy siêu phẩm cho em mã 704. Rồi. Bây giờ em đi nhanh một chút được không? Trời, nãy giờ tôi nói tôi đi nhanh mà tôi thấy siêu phẩm cái tôi đứng tôi nói hoài luôn. Rồi em lấy thông tin của chị. Chốt hai con là bên em đã đi hàng rồi nha. Rồi em lên cổ đổ cao cấp đưa cá. Cái cổ nó đổ phần trước. Nè mấy chị nhìn ha. 704 của chị Khoan Nguyễn Thị. Cái cổ nó đổ phần trước. Ở phần sau cái bờ lưng của nó hở chữ V. Vây của nó là vây đuôi cá Volter lụa. Dán con này nè mấy chị. Dán con này thì mấy chị là 55kg quay đầu mặc được. Cỡ em á, size số 9-11 á. Rồi lấy con này cho em Vi mã số B958. Tại vì em lúc nào cũng đắn đo suy nghĩ mang đến những cái sản phẩm chất lượng nhất cho các chị mà. Em thấy chị Nguyễn Kim Thúy nãy giờ chấm hàng nè. Dạ từ từ em lên thêm, em còn rất là nhiều. Con này size số 11 nè. 50-55kg siêu phẩm nè mấy chị. 50-55kg nha. Lấy con này cho em mã 914 đi. 958 của chị Nguyễn Thúy Vân ạ. Rồi em bắt đầu lên tốc độ nha mọi người nha. 958 chị Nguyễn Thúy Vân lấy trước rồi. Rồi một con nè mấy chị. Con này là size số 9. Dưới 52kg mặt đẹp. Mấy con này nè mấy chị. Mấy chị em ướm làm sao là nó ra y chang như vậy á mấy chị. Lấy con này nè. 52kg quay đầu mặt đẹp. Lấy con này cho em Vi mã 271. Mấy chị cần này em đưa kỹ thêm một chút nữa. Mấy chị nhìn cái cách người ta may đồ nè. Nhìn cái hàng nó đã lắm. Mấy chị nhìn cái vây đằng sau nó vẫn may vây bèo lên nè. Mấy chị thấy không? Hàng chất lượng mã 271. Mấy chị nhìn cái cách người ta may mấy chị biết.
Còn nếu mà chị nào chưa biết thì mới chế theo em cỡ vài like để mấy bà biết. 914 của chị Minh Hương trước. À chị Minh Hương là không có sơ cua đúng không? 271 là của chị Bình Mỹ. 271 chị Bình Mỹ trước rồi chị Cao Trinh ơi. Rồi lên. Con này chất thun Nhật nè mấy chị. Mấy chị ơi, thun Nhật nha mấy chị, rất là đẹp. Chào các con này nó có lót cơ bản. À hàng hiệu, con này hàng hiệu có lót nè. Rồi con này nha, 55 kg cho đến 58 kg size ML. Con này size ML đẹp lắm, thun Nhật á, thun uni Nhật. Lấy con này cho em Vi mã số 427 nha. 50 kg đến dưới 58 kg size ML mã 427. Con này là size SM nè. Con này là size SM. Con này mấy chị phải mặc vô nó mới sang, mấy chị biết sao không? 427 của bà Dung Phạm và Yến Xuân sao à. Nè, mấy chị em lộn bàn tay em vô, mấy chị hình dung cái phần cổ nó như vậy nha. Con này mấy bà mặc vô nó mới sang. Đằng sau lưng của nó nè. Đó mấy bà mặc vô nó mới sang, mấy bà mặc vô nó mới thấy được hết. Rồi con này là 50kg, 45kg cho đến 52kg thôi. 45kg cho đến 52kg thôi nha mấy bà. Rồi mấy bà lấy cho em mã số 287 đi. Mã 287 mặc vô mới thấy được nó đẹp như thế nào á. Rồi em lên một con New Tem. Con này New Tem mới 100% mà size nhỏ. Con này size nhỏ nè. Đấy, con này là dưới 48kg size S. Lấy cho em mã số 25. Dưới 48kg size S mã số 25. Một em quả tiết sặc sỡ hay. Con này là size số 13 nè. 55kg đến 60kg đây các chị. Con này size số 13 to lắm, con này to lắm. Con này ngực eo to lắm. 60kg thoải mái luôn. Lấy con size 60kg này cho em mã B18. Dây kéo phía sau lưng hàng đẹp. Lấy cho em mã B18 nha mấy chị. Trời ơi đồ đẹp nè. Một con Vin nè. Mà Vin dây kéo từ từ để coi dây kéo này dây kéo trước. Trời ơi con này Vin dây kéo trước luôn á mấy chị. Con này size số 11. 50-55kg size số 11 nha. Rồi lấy con này cho em Vi mã số 508. Con này nó vây làm sao nữa nè. Lấy cho em mã 508 giùm em. Lấy cho em Vi mã 508. Mọi em siêu phẩm nè mấy chị. Con này size số 11 luôn. Trời ơi nó đẹp. Đây con này là hàng siêu lụa. Chất lụa satin Nhật Bản. 50-55kg mặt đẹp. Trời ơi con này đã quá mấy chị. Con này lụa satin Nhật Bản đó mấy chị. Lấy siêu phẩm này giống như đầm thiết kế vậy đó. Lấy cho em mã 113. Lấy cho em mã 113. Một em size số 7. 47-48kg body. Em chào chị Mỹ Ngọc à. 47-48kg body con này. Size S luôn. Là theo hàng Nhật Bản là size số 7 đó mấy chị. Lấy con siêu phẩm này cho em Vi mã số 472. 113 của chị Thúy Vân. Em lên nè, con này size số 13. 55kg cho đến 60kg các chị ơi, con này quá đẹp các chị ơi. 55-60kg, chọn con này đẹp quá mấy chị lấy đi. Chị Xuân Thanh ơi, con này đẹp nè, chị Yến Xuân con này đẹp nè. Con này em đợi mở cái đai ra cho mấy bà mặc thì cái đai nó như vậy nè. Đai chung nè, từ mấy bà nè, chuyển sân lấy cái này nè, bao đẹp. Nhìn nè nha, đó. Đó, đẹp lắm. Yên tâm, con này mặc yên tâm, nhìn nè, mấy bà nhìn cái đai của nó nè. Mê không? Rồi lấy con này cho em Vi mã số 54, mặc lên đẹp lắm nha. 55-60kg size ML mã 54. Rồi em lên nè, size số 11. Có đai. 54 của chị Vi Thang trước. Con này 50kg cho đến 55kg giùm em. Có dây đai luôn. 50kg cho đến 55kg giùm em. Ở phần này nó có một cái che ngực màu đen nữa nha. Nhưng mà nó không che được mấy. Nói chung là con này một là mấy chị mặc bra, hai là mấy chị nhìn cái ngực nó may kép nè. Con này ngực may kép giùm em nha. Đó, được chưa? Con này một mấy chị mặc bra, hai là để hở. Lấy cho em mã B2 siêu phẩm. Mã B2 siêu phẩm. Để hở cũng được nha. Con nói để hở cũng được nha, đã lắm đó. Dành cho phong cách, dành cho mấy chị ngực lép. Dục hai em uổng quá. Vi ơi, nhận khoác rồi đẹp lắm. Dạ khoác gió hả chị? Ok chị. B2 của chị Trâm Ngọc. Siêu phẩm nữa nè. Con này 55kg, 60kg nữa nè mọi người. Được không? Cái này được không? Quá, được đi làm khác. Có 59.000 á. Lấy cho em mã siêu phẩm mã số 462 59k. 55kg được ha.
Nó 55-60kg ha. Cô Lan ơi, cực phẩm nè, hồi nãy là siêu phẩm, cái này là cực phẩm size số 11, 50-55kg giùm em. Đã không? Trời ơi, đẹp quá luôn rồi. Mới tinh luôn. Ở ngoài nó mới giống như là chưa mặc, chưa giặt luôn. Lấy con này cho em mã 91-55kg quay đầu, 462 chị Lệ Quyền, mã 91 nè. Coi cho mấy chị coi size 55kg nè. Rồi mấy chị nhìn cái đầm bên em là mấy chị biết nè. Mấy chị mà dân chơi hàng thiết kế, dân chơi hàng may á, mấy bà nhìn mấy bà biết rồi mấy bà. Đợi vợ đợi chi em nói nhiều đúng không? Mấy chị gờ cái đầm nãy, chỉ biết cái đầm người ta đặt mai làm sao hay làm sao liền. 91 chị Minh Ly Yến trước, chị Vân Dương sau. Đấy, được chưa? Tiếp tục nghe. Lên cho tiếp tục chứ không thôi để kìm hãm sự sung sướng của mấy bà. Lên. Size số 7. Ơi ơi. Không, con này size số 9. Xin lỗi mọi người, size số 9. 50-52kg được nha, 45kg đến 52kg được nha. Con này là cổ nè, vây nè, thêu nè. Được chưa, cái cổ nhìn kỹ ha. Thêu hết đầm giùm em nha. Size số 9. Lấy con này cho em vi mã số 160. Chị nói thật, mua đồ vi thích hơn đồ shop nhiều. Dạ. Nói chung là mấy chị mà hợp với em, mấy chị lựa đồ đã lắm đó. Nhìn nè. Mấy em đang bán những cái sản phẩm mà người ta, nếu mà người ta đeo đồ si người ta cũng bán thôi, nhưng mà người ta bán 100, 150, 200 tùy cái á, chứ không ai bán. Giống như con này nè, giá cũ của nó mới để mới xé cái mặt ra là 250 đó. Solanin Nhật. Size 60kg, con này hơi gặm rồi, rất là tiếc luôn. Size 60kg Solanin Nhật. Đẹp quá, con này đỉnh luôn rồi đó. Con này không ai bán 59.000 hết á. Có con Vi nó bán à, lấy cho em mã 522. Bởi vì em kéo khách về hướng em hết mà. Em mà để cái máy điện thoại like trong hội, cái nữa là banh nhà lầu luôn á. Rồi New Tem Solanin Nhật. Con này Solanin luôn nha, New Tem. Size số mấy vậy? Size số 11, 13. Nhìn nha. Siêu phẩm 55-60kg mặt đẹp. Con này size số 11, 13 nha mấy chị. 55-60kg mặt đẹp. Một con Linen. Con này Linen vừa qua gối nên rất là dễ thương. Lấy con này cho em vi mã C72 New Tem 522 của chị Jolie Lê. Con nó đẹp lắm chị. Mua cho mẹ hợp lý luôn á. Nhưng mà hơi rộng không? Mua cho mẹ hơi rộng không? Nhưng mà đẹp quá. Cái chất vải của nó ok kinh khủng. Rồi lên một con đi tiệc tay dài. Size số 9. Con này không, 50kg quay đầu thôi nha mọi người nha. Mấy chị body á, mấy chị body 50kg quay đầu siêu phẩm đi tiệc. 50kg quay đầu siêu phẩm đi tiệc. Lấy con này cho em vi mã M2 giùm em. C72 của chị Nguyễn Kim Thúy. Cho em xin số điện thoại địa chỉ. Sơ cua 72 cho chị Vũ Trang. Nói chung là con đó tuyệt vời, con đó tuyệt vời. Nếu mà mẹ chị Julie Lê mà kiểu như người có gu thẩm mỹ cao á, là cũng hài lòng con đó luôn. Là bảo đảm là hỏi mua ở đâu liền. M2 của chị Trần Bích Chi. Lên. Con này 50-55kg hoa anh đào. Con này hoa anh đào nha. Lấy siêu phẩm hoa anh đào cho em mã số 44. Mã số 44 siêu phẩm hoa anh đào mã số 44. Từ từ cô Lan có mấy cái sơ cua cô Lan. Để con làm cho. Có cái nó dướng cái thiếu sơ cua à. Để đợi bà hai tới nè. Chốt hai cái giùm em, bên em mới đi đơn nha. Rồi lên. Con này size S nè, con này Linen. Có đai sẵn size S dưới 50kg giùm em. Lấy con này cho em vi mã 223. Chị nào thích ngắn lấy con này mã 223. Lên một con hàng hiệu HM. Đẹp quá trời, đỉnh cao con này rồi. 55-60kg nè. Một con hiệu HM nè mấy chị ơi. Trời ơi mấy chị ơi. Mặt cột trên giùm em nha, mặt cột trên giùm em. Trời ơi màu, cái màu của nó đẹp quá. Ơi con này đẹp quá rồi mấy chị. Hàng hiệu HM luôn. Lấy cho em mã C40 60kg quay đầu mặt đẹp. 55-60kg mã C40. Một em siêu phẩm size số 9 dưới 52kg giùm em mặt đẹp. Dây kéo sau. Chốt con này cho em vi mã 952 C40 chị Yến Xuân trước. Lên maxi đỏ bạc đô, hàng của F21, hàng hiệu F21. Con này size số 9 nè, dưới 52kg giùm em. Con này hơi dài.
Con này mấy chị dưới 52kg hơi dài nha. Mấy chị cao 1m6 trở lên mà em mới vừa nha. Lấy con siêu phẩm này cho em, mã số 82, hàng hiệu của F21, 952 của cô Dung Tống. Con nó dài nha mấy chị, hơi dài ha. Con nó mấy chị cao 1m6 với mặt đều. Một con da beo 60kg con này. 60kg hơn con này, 60-62kg. Size số 13. Lấy con này cho em Vi, mã số 401, 82 của cô Dung Tống. Một con này hơi mỏng nha mấy chị. Mình mặc cần mặc lót đầm giùm em nha. Nè em đưa bàn tay em vô, nó hơi mỏng thôi. Còn mấy chị không mặc lót cũng được. Con này nha, 50-55kg, size số 11. Lấy cho em mã 506. Lấy cho em mã 506, 50-55kg, mã 506. Free size. Con này hàng hiệu giùm em. Free size hàng hiệu. Con này đẹp lắm. Chất ở dưới là chất vôn tơ lụa satin á, ở trên là thun cô tông Nhật Bản. Con này free size nha mấy chị. 50kg đến 60kg free size giùm em. Con này nó đẹp, nhức nách luôn á mấy chị. Con này nếu mấy chị không thích mặc trơn như vậy, mấy chị mặc vô xong mấy chị phối giùm em một cái khoác dạ tweed. Nhớ là dạ tweed hoặc là một cái áo vest crop top thì lên con này chuẩn hàng. Nhớ giùm em cái vây ở dưới của nó quá sang nè mấy chị. Rất là đẹp luôn đó. Đẹp lắm đó, con này là đẹp lắm đó, free size đó mọi người. Lấy siêu phẩm cho em Vi, mã số A14. Cái phàng ở dưới nó đem cái độ vải á, gọi là cái chất vải ở dưới nó tạo cái cảm giác rất là sang trọng cho cái đầm này. Lấy cho em mã A14. Lên size số 9, dạng yếm new tem. A14 của chị Lệ Quyền. New tem dạng yếm cao cấp. Con này đẹp kinh khủng. Con này là dạng yếm, có nghĩa là mình mặc nó vô cái vây một chút nè. Nè mình mặc cái vây nó vô một tí. Đó, con này chỗ con này sang lắm. 50kg, 52kg quay đầu không sang không lấy tiền. Không sang không lấy tiền nha. Dạng yếm vây size số 9. Lấy cho em mã số 547. Lấy cho em Vi mã 547. Một con hàng hiệu của Gu thì chất thun uni của Gu nha mấy chị. Size S, nó ghi size S, tầm 50kg, 52kg thoải mái. Trời ơi, trời đất ơi luôn, con này má ơi đi bán 59.000. 547 cô Dung Tống. Trời ơi mấy chị ơi, mê lắm mấy chị. Trời ơi con này mấy chị mua mới thì nó đã bao nhiêu rồi. Còn này con này là hàng của Gu luôn đó. Lấy siêu phẩm cho em mã 45. Con này nó ghi size S mà em thấy chắc 50-52kg, 53kg cũng vừa. Đẹp lắm. 55kg thì mặc hơi bó thôi, chứ mà con đó mấy chị size số 9 mặc vừa đó. Rồi 45, trời đẹp lắm. Con 45 mấy chị mặc vô là nó sang à. Không có cần đai điếc, cũng không có cần màu mè hết trơn. Cứ mặc vô là dán nó ra hết. 45 cô Dung Tống. Dung Tống lấy 45 rồi mấy chị. Rồi con này 55kg cho đến 60kg giùm em luôn nha. Con này 55kg cho đến 60kg, phong sắc cánh. Phong sắc cánh thì mặc nhà mát nè. Lấy con này cho em mã 221 sắc cánh nha. Mã 221 sắc cánh. Siêu dễ thương. Con này mà size S thôi nha mấy chị, size số 7 thôi. Con này 48kg quay đầu thôi nha, nha. 48kg quay đầu mặc rất là sang. Size S. Lấy cho em mã số 8. Lấy cho em Vi mã số 8 size S. Siêu phẩm nữa nè mấy chị. Ôi, con này đẹp quá vậy. Con này rất là đẹp luôn nè. Wow. Size số 9. Trời, 50-55kg nha mấy chị. Trời đẹp lắm. Nút đầy đủ á mấy chị. Wow. Rồi nút đầy đủ nha mấy chị nha. Không rớt một cái nào đâu. Cam kết. Nút y nguyên xì luôn. Trời đẹp quá. Nhìn nè. 50-55kg luôn nha. Nút không rớt một cái nút nào đâu. Nút màu vàng không rớt một cái nút nào. Cam kết luôn. Lấy cho em mã C61. Em kiểm tra rồi. Không rớt một cái nút nào đâu. C61 không rớt một nút nào hết nha. Số 8 của chị Cao Trinh. Không rớt một cái nút nào đâu nha. Mà cái nút đặc biệt là tới đây luôn nè mấy chị. Là mấy chị biết cái đầm nó chảnh cỡ nào rồi đó. Mấy chị nhìn cái đầm nó chảnh cỡ nào rồi đó. C61 chốt cho cô Dung Tống. Cô Dung Tống ơi, mình mặc cái đầm đó giùm con đi làm đẹp. Cô có áo vest, cô khoác hờ bên ngoài nữa, quá sang cô ơi.
Em báo cho mấy chị một cái tin vui là như vậy. Em hôm qua em đăng một cái bài lên để em thâu hàng ở Sài Gòn á. Em có biết được một cái chị kia chuyên săn dạ vết laser, dạ tweet. Nhưng mà chị đó săn hàng cao cấp á, chị đó săn hàng 100 mấy 200 á. Nhưng mà xong rồi chị đó bán một nước 400-500 ngàn gì đó rồi. Là dòng nước sau là khách nó không có thích cái mẫu đó. Và chị đó sẽ đợi để lại cho em với giá rẻ. Với điều kiện là em ôm hết thì em nhìn rồi, toàn hàng tiền triệu không. Em nhìn rồi toàn hàng tiền triệu không, tại vì con mắt trong nghề em biết mà. Và đặc biệt em tia được có 5 con dạ street. Có 5 con dạ street lửng lửng như vậy nè. Rồi em tia được có 5 con rồi. Bây giờ mấy chị nếu mà mấy chị mê dạ street á, mấy chị đặt hàng em đi. Em tia mùa này em tia được 5 con rồi đó. Là em vả bằng mọi giá em lấy cái lô đó đó. Là cái lô đó nó như vậy luôn á. C61 em kiểm tra lại cho. Là chị đó nói với em như vậy luôn mà. Nói là Vy ơi, con này chị lựa giá thấp nhất là 80 ngàn một cái, giá cao nhất là 140 ngàn một cái, là chị lựa sỉ á. Xong chị về chị bán 300-400, nhưng bây giờ khách của chị họ không có thích những cái mẫu đó nữa. Mà chị đang bán 350 đó mày, bây giờ mày ôm đi, tao để giá rẻ cho mày. Thì em nhìn cái hàng đó rồi đó, là em thấy cái hàng nó cực kỳ đẹp luôn. C6 em chụp màn hình nè bà, chán bà ghê. Rồi chụp màn hình cô Dung Tống trước nè. Em nhìn em tia rồi. Đẹp quá trời nhưng không thấy phi ship tháng 6. Ủa chị Minh Yến, em có phi ship chị Minh Yến mà. Chị Minh Yến ơi, đơn sau bên em sẽ mặc định trừ lại cho chị 30 ngàn nha chị. Nhớ nhắc em nha chị. Có chứ, đã nói là phi ship chứ. Đó là dạ suýt chính cống luôn. Mê không? Công nhận cái em đôi khi em nằm ngủ em cảm thấy em hay nữa mà mấy chị. Em là chùm săn hàng nha, chùm săn hàng nha mấy chị nha. Và chút xíu nữa em phải chạy tận từ đây quận 9, em phải chạy tới Hóc Môn để em lấy cái lô đó đó. Là em nhìn qua cái video á, rất đẹp. Con mắt của em là em nhìn em biết cái lô đó tiền triệu liền. Nhưng mà bà bỏ của em cho em rẻ, trời ơi má ơi, em lụm liền, em cọc liền. Lấy cho em mã 83, lấy cho em con này mã 83 dạng khoác, free size. Là người ta đang bán shop á, cao cấp là 400 ngàn một cái á. Nói thẳng nha, người ta đang bán 400 ngàn một cái, nhưng mà người ta bị qua mẫu, người ta không bán nữa. Hả, ra rẻ 547 này nè. Hả? 547 này có bán sai không? Không. Gì? Cô đặt hai áo dạ suýt hả? Ok, cô Dung Tấm size số 9 nữa chứ. Cô Dung Tấm dễ vừa dạ suýt lắm. Tia được 5 con. Tia cái lô đó là có 5 con dạ suýt rồi đó. Rồi con này đi 50kg đến 55kg giùm em. 50kg đến 55kg giùm em. Lấy con này cho em Vy mã số E41. Ngoài em ngồi em cầm điện thoại miết để em làm cái vụ này nè. Chùm săn hàng à. Đầm nhật chưa khui luôn hả? Rồi inbox Vy đi mã gì? Inbox Vy nha, mã gì mới biết nha. E41 của chị Yến Xuân. Lên nè mấy chị. Trời, nguyên kiện hả? Rồi con này 50kg cho đến 58kg nguyên kiện và mười mấy triệu sao Vy lấy nổi. Vy bán có 59 ngàn, không thấy hả? Lấy cho em mã 533, mã M33. Mã M33 inbox dùng kính nha. Mà nói trước là nguyên kiện mà trên 15 triệu là chịu không nổi đâu nha. Trên 15 triệu làm sao chia cho khách 59 ngàn được. Cái gì chứ mềm tay nha. Mềm tay Vy mới rưa mềm tay được. Khách thấy khách của Vy chưa? M33 là chị Chu Ly Lê. Lên nè. Lanh cao cấp. Vải lanh cao cấp 50kg cho đến 55kg. 50kg cho đến 55kg, 56kg cũng được. Lanh lụa cao cấp. Hay lên đầm Vin hả cô? À đúng rồi, nãy bán quá trời luôn. Lấy mã số 169, có mấy con Âu đẹp lắm. Lấy mã 169, bữa giờ tao bán mấy trăm con Âu luôn. Dán Âu không à. Mày mặc là chắc có size số 9 á. Nhận 200 của chị Trần Yến ai ơi. Đâu nó chưa bầu mà, con Mai nó mới bầu. Con Mai em đưa cho nó mấy cái đầm bầu. 169 là của chị từ 169 em ra ai vậy? 169 chị Nguyễn Kim Thúy nè. Con lanh lụa đó, 169 chị Nguyễn Kim Thúy. Rồi, chị Nguyễn Kim Thúy nè. 47 này chắc 947 nè bây giờ. Ừ. Đâu đêm coi của ai? Chị Dung Tống. Đúng rồi. Cô Dung Tống là size số 9. 169 sơ cô chị Jolie Lê nha. Tại mê đồ si quá tính bán mà làm không nổi mệt lắm. Chị bán được 5 năm ghê thiệt.
cái gì nó cũng phải có cái giá của nó hết á. Nè, vì mà đổ máu như thế nào ai mà biết, vì không nói ai biết. Em bán 5 năm em đổ máu những gì mấy chị không biết đâu. Gài lên, con này size số 9, 50kg nè, 50-52kg thôi. Size số 9 nha, lấy cho em mã 271. Làm gì cũng phải trả giá đó mà Dung ơi. Mà bây giờ chị nói thẳng luôn, một kiện 15 triệu chị lấy không có nổi đâu nghe. Một kiện 15 triệu ra có 200-300 con thì làm sao chia giá 59.000 cho khách được. Em chưa bầu, nghèo muốn chết, nuôi không nổi. Trang M72 là đúng không? Hả? Có hai cái phiếu giống nhau, sơ cua, có một phiếu sơ cua thì 271 là của chị Julie Lê, hồi nãy có một phiếu sơ cua. Nên em mới nói là để cho hai làm, cô Giang, cô Trang làm. Tới giờ rồi trời. Rồi, 55kg cho đến 58kg giùm em. Size ML nha. Đẹp không? Mấy bà mà chuyên đầm thiết kế, mấy bà chuyên đầm shop, mấy bà nhìn mấy bà biết à. Lấy cho em mã M70, M30 chứ quên, xin lỗi, con M30. Lên con Âu. Lên con Âu đen, lên một con Âu size số 9 cho bà Kiều, bà Kiều bà nhìn nè. Từ con Âu nằm mất tiêu đâu chờ. M30 từ từ. M30 của chị Mỹ Dung Nguyễn. Con này đi. Đẹp lắm. Xinh chưa? Con này 50-55kg quay đầu. Lấy con này cho em Vi mã số 483. 483. Nhiều lắm, Âu, Âu đã. Nên con Âu là ghiền rồi. Mấy con Âu đẹp lắm. Ê, con này size con này size đẹp nè, dành cho mấy chị size 58-60kg nè mấy chị. Lên con này cái đã. Tay nó bồng. 58-60kg tay bồng form chữ A, hàng của Uni Willo. 59.000 lấy cho em mã số 902. Em đưa ra cái giá là mấy chị không từ chối được đâu các bà ơi. Rồi lên nè, con này dán áo nhưng mà đẹp lắm. Con này dán áo, độ dài của nó nè. Đó, con này nè, thành ra cái đầm ngắn á, em tính cho mấy chị giá 30.000 cái đầm này thôi, lấy cho em mã hoa 30k, 55kg quay đầu mã hoa 30k. Từ từ. 55kg quay đầu mã hoa 30k, nhìn tìm bên này đi. Chị mới nhận áo gió đẹp lắm, cảm ơn shop và chị Đặng Bích Thủy. Áo gió nhà em là vô địch thiên hạ rồi bà ơi. Hoa 30k của chị Julie Lê. Cái hoa tím á nha hai. Con này là 50kg đến 53kg. Con này size số 9. 50-53kg size số 9 mọi người. Rồi lấy con này cho em Vi mã số 454 đi. Lấy cho em Vi mã 454 size số 9. Rồi siêu phẩm. Con này siêu phẩm là chết mẹ nó đổ hết rồi. Rồi từ từ em lên. Con này siêu phẩm. Con này nhìn như vậy mà size số 13 luôn á. 60kg á. Con này nha, em Vi mặt rộng size số 13 đó mấy chị. Dáng em là size số 11, con này size số 13. Siêu phẩm size số 13, giá 59.000 hàng hiệu nha. 55-60kg lấy cho em Vi mã số 507. Em like xong là em phắn ra hóc môn liền đó. Hơi xa nhưng mà nó đáng mấy chị. Nên là mấy chị biết là em phải bỏ mồ hôi đến cỡ nào rồi đó. Tiền nó không quan trọng, nhưng quan trọng là em đích thân đi đến đó để em lấy cái đô đó. 23 cây số giờ rồi. Bao... C72 với M72 giống á, nó đó, đúng rồi đó. Rồi con này đi, đẹp không? 50-55kg là đẹp không? Nhức nách luôn á, chuẩn hàng xốp luôn á. Xịn lắm. 50-55kg nè, con này đẹp quá nè. Lấy cho em Vi mã số B4. 503 của cô Hân. Ok, 503 là cô Hân mặc được đó, cô yên tâm. Con đó ngực nách này nọ thoải mái. Satin lụa. Hả? Không. Thì cặp hết mà, khách mới cặp hết mới bán mà. À quên nữa, nhắc mấy chị khách mới cặp hết em mới bán nha. Không cặp em không bán. Không cặp là phiếu tự động sơ cua hết. B5 của chị, B4 chứ, B4. Con dây vàng đó, B4 của chị Nguyễn Hương. Lên cho em số điện thoại địa chỉ. Rồi đây, nhìn nè. Con này 50-55kg. Hàng cao cấp đi tiệc. Chất vải mút xốp 100% là polyester. Đã không? 59.000 con này nè. Nhưng mà con này nếu mà bước vô chuẩn shop nó bán 1 triệu. 1 triệu mà cái độ bồng của nó sẽ cao hơn. Nhưng mà con này thường người ta bán từ 800 đến 1 triệu. Lấy con này cho em Vi mã số 519. Lấy cho em mã 519 con đó được á.
B4 là B5 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Và lên mấy chị, size số 7. 519, chúc mừng chị Mỹ Lệ. Con này size số 9, xin lỗi mấy chị, size số 9 nha. Trời ơi, đẹp quá, con này size số 9 nè. Con này nè, cổ sát. Trời ơi, 52kg quay đầu size số 9, cái cổ của nó đẹp lắm, sang chảnh. Cái cổ này là dành cho mấy chị mà thích bông tay dài. Đẹp lắm, tại vì cổ cao 3 phân giống như cái áo em bận. Lấy con này cho em mã 001. Con này nó cao giống như cái áo em bận, mấy chị có thể mặc búi tóc. Con này mấy chị mặc búi tóc đẹp lắm. Mấy chị mặc cổ 3 phân như vậy búi tóc rất là đẹp, mã 001. Đầm thun. 001 của cô Dung Tống. Đầm thun. Con này size số 9, 45kg cho đến 53kg. Đầm thun nha. 45kg cho đến 53kg size số 9. Lấy con này cho em Vi mã số 904. Lấy cho em mã 904. Chị Nguyễn Hồ, mình cho em thông tin đi chị. Là mình chốt thêm. Em biết và theo em hôm qua tới giờ mà. Vậy, con này nó hơi mỏng ta. Con này em bán 30 thôi, nhưng mà mấy chị biết sao em bán 30 không? Để cho mấy chị mặc kèm với áo, mấy chị phải có một cái đầm lót bên trong nữa, mặc sẽ đẹp. 50kg cho đến 55kg nha, mấy chị có một cái đầm lót nữa mặc sẽ đẹp. Lấy 30k đi ha, lấy cho em mã đầm 30k. Lấy cho em Vi mã đầm 30k nha. Đồ nhiều lắm nha mấy chị, ưu tiên cái nữa cho đủ nhé. Con này mặc được hai kiểu. Đây, con này dài quá ha, con này dài lắm, cao trên mét 6 giùm em. 50kg đến 53kg size số 9. Hai kiểu thứ hai của nó nè. Con này mặc hai kiểu nha. Lấy con này cho em Vi mã 407. Mã 407. Dạ, cho em cái số điện thoại nữa chị. Địa chỉ rồi cho em cái số điện thoại nữa. Lấy cho em mã 407 ha. Đồ quá trời luôn mà nó rớt này, làm biến cuối xuống nghe chưa, mà ráng này. Rồi con này 50-55kg mặt đẹp, siêu phẩm. 50-55kg mặt đẹp giùm em nè. Lấy con này cho em mã M74. Mã M74, 50-55kg mặt đẹp. À, cuối cùng em cũng tìm được cái chéo tà. Trời, con này là giống như cái kiểu mà em hay lên đó mấy chị. Con này size rất là to. Con này size cực kỳ to nha. 60kg đến 70kg luôn nha mọi người. Con này size to, size đại á, size XL, 2XL. Lấy con này cho em Vi thun nhật nha, đẹp lắm. Lấy cho em mã M34. M34 thun nhật size 2XL luôn á. Dạ, cảm ơn chị Nguyễn Hương. Rồi, con này size số 13. Trời ơi, má ơi. 55kg cho đến 60kg có đai luôn nè. Dài lắm, con này dài lắm. Trời ơi, size số 13 nhìn nè. Trời ơi, nó sang ghê chưa. Size số 13 nha, 55-60kg lấy cho em Vi mã số 159. 55-60kg lấy cho em mã 159, size số 13. Một con body hở lưng. Con này 50kg body ha. Trời má ơi, dòng đi tiệc nè. 50-52kg cũng được, size số 9 siêu phẩm, size số 9. Lấy cho em mã số 101 đi. 159 của chị Mỹ Lệ. Ủa có 111 không vậy? 111 của cô Thiên Đặng chốt nè, em in trước đi rồi tìm sau. Rồi Vin, Vin nè. Vin tay dài. Vin tay dài, trời ơi. Vin tay dài nè mấy chị, size số 11, 13 con này. 101 của chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Chị Cao Trinh nè, em nhắc lại nha, em nhắc lại để cho mấy chị đỡ bỡ ngỡ. Hôm qua là em hủy đơn nhiều lắm, hôm qua ai không cọc em hủy hết. Em chốt 10 khách mà 4 khách cọc, 6 khách không cọc em hủy đó. Em thẳng tay lắm, tại vì hàng em là nó như vậy đó mấy chị. Nên em nhắc chị Cao Trinh. Mấy chị Hân, cô Hân Hân, mấy chị khách mới, chị Thu Thủy đó. Sau like 1 tiếng đồng hồ nếu em không nhận cọc, bên em sẽ chốt toàn bộ cho sơ cua, cho khách sơ cua hết. Nên là em nói trước để mấy chị không có bỡ ngỡ. Chứ bây giờ mắc chứ mắc công mấy chị chốt 3-4 cái sao em hủy đơn với bà la làng lên đó. Vậy là cô Xuyên Đặng bấm 101 á. Cô Xuyên Đặng bấm, bấm chắc cô Xuyên Đặng bấm nhầm không, 101 sai số 7. Chị Khoa Nguyễn Thị bấm trước rồi. Thấy nha, mấy chị nghe rõ chưa? Sau like 1 tiếng đồng hồ mấy chị phải inbox cho trang fanpage Vidal C, cọc tiền 50.000 cho bên em, thì bên em sẽ chốt đơn cho các chị.
Còn nếu không có cặp bên em không chốt, bên em sẽ sơ cua hết cho khách của bên em để cho kịp giờ lên đơn chị đi hàng. Em gửi số tài khoản nha mấy chị, nhiều khi mấy chị đúng rồi mấy chị inbox để chị gửi số, em gửi số tài khoản. Cái đó là cách làm việc bên em và cọc một lần duy nhất cho đơn đầu tiên thôi. Chứ mấy chị không cọc là em để mất siêu phẩm của các chị, các chị lại buồn em nữa. Nhưng mà cái đó thì mắc công em nói, mắc công em không nói trước, em nói trước nha. Nên là mấy chị bên em cũng không có đàm phán, không có nhiều chị đàm phán lắm, tin chị đi gửi đi thế này thế kia. MV không trả lời luôn. Tại vì em đã nói rồi và em sơ cua lại hết. Trời mấy chị 7 cái, mấy chị dù có chốt 7 cái là 6 cái là có sơ cua hết đó mấy chị. Nên là em là hàng em đẹp, em đâu có sợ em không bán được đâu mấy bà. Nên mấy bà cọc cho em đi rồi em giao hàng đẹp cho mấy bà nha. Lần đầu tiên mắc buộc phải cọc. Vin nè. Đây con này 50kg cho đến dưới 56kg. Con này đẹp chưa, chuẩn vin tay dài luôn. Lấy con siêu phẩm này cho em mã B 22-59 ngàn. Người ta đang bán con này giá 2-300. Vì sao em bán 59 ngàn là mấy chị hay biết rồi đó. Lấy cho em mã B 22. Nên là hàng của em mắc buộc phải cọc em mới bán. Chứ mắc công trả về rồi ủi lại nữa. B 22 là của bà Dung Mỹ Dung, trả về mắc công phải ủi lại nữa chứ em không có tiết tiền ship. Bên em không có tiết tiền ship, phí ship là bên công ty giao hàng bao hết cho em rồi. Là con này size số 7 mấy chị, size số 7 48kg quay đầu, size số 7. Lấy cho em con này mã số 82, em nói để mấy chị đỡ bỡ ngỡ nha. Mã 82, mấy chị mà mua bán được đàng hoàng với em lần đầu tiên là lần sau dễ lắm mấy chị, thiệt á. Em bán hàng là không có chạy đi đâu được đâu. Một con thun u nì nè mấy chị, chéo lưng nè mấy chị, nhìn con này đẹp không, mê không. 50-55kg nè, size đẹp luôn nè mấy chị đó. Một cái đầm mà cái đai của nó cùng màu luôn nè mấy chị, biết nó đẹp cỡ nào, nó xịn cỡ nào rồi đó mấy chị. Rồi lấy con này 50-55kg 59 ngàn, lấy cho em mã A16. Cái đầm này quá đẹp luôn, A16 là cái đai em để nguyên cho mấy bà luôn nè, không có lấy đâu. Đồ đẹp đó mấy chị, mê lắm mấy con này, mê lắm mấy con này, người ta bán mắc tiền lắm đó mấy bà. A16. Rồi Âu nha, một con form Âu, một con form Âu nè mấy chị. A16 Mỹ Dung Nguyễn. Mỹ Dung ơi, có gì anh báo Vi nha Mỹ Dung ơi. Nhưng mà Vi phải, Vi nói trước là Vi phải nhìn cái mã Vi mới biết nha. Vi phải nhìn cái mã nha, cho Vi nhìn cái mã kiện nha. Con này size số 9, khui áo gió, mê mấy sợi dây kéo Vi ơi. Mê hả? Em còn 7 kiện chị, đang khui chị. Áo gió này là em nói rồi ha, em độc quyền luôn á. Áo gió mấy chị thấy người ta khui áo gió người ta bán á, nhưng mà hàng người ta không giống hàng em đâu, mấy bà nhìn để bà biết à. Em khui cũng của Nhật, người ta cũng khui của Nhật nhưng người ta sẽ có lẫn kaki. Còn cái kiện áo gió của em không có một con kaki nào hết. Chất gió dù 100% gió dù dai. Rồi mấy chị nhìn form Âu nè. Sang không? 55kg, size số 11 chuẩn luôn. Hàng của em, con này giống như nó may cho em thôi mấy chị. 55kg. Màu vàng ánh kim đẹp chưa? Lấy siêu phẩm này cho em Vi, mã số B70, size số 11. Màu vàng ánh kim, cái vải của nó lên cực kỳ sang luôn. Con này mà 59.000 thấy đã không? 59.000 mã B70. Để em bột cái đầu lên á. B70 chị Mỹ Ngọc. B70 chị à, dạ chị em để cho chị Mỹ Ngọc. Con này chị Mỹ Ngọc mặc sẽ chắc thì nhìn sẽ thon hơn em đó. Tướng chị Mỹ Ngọc thon hơn em một chút. Là chị mặc con này nó nhìn nó nhẹ nhẹ hơn em, em mặc nhìn nó hơi tét hả? Nhìn nó hơi bó hả? Ok, nhắn cho chị cái địa chỉ, trưa nay là chị Phấn á. Trưa nay là chị với ông xã chị lên xe đi đó. B70 ra phiếu chị Mỹ Ngọc nè. Con này new tem luôn á nha chị, mới 100% con này, hàng mới, hàng new á. Hàng new mà đi bán 59.000, chọn ngày xưa em bước vô shop em lựa mấy con đầm nó mắc tiền lắm. Ngày xưa em cũng hay mặc những cái form đó, em cảm thấy mặc những cái form đó em cảm thấy em tự tin. Đó, nên là em phải bỏ tiền em mua mấy trăm ngàn mấy con đó chứ bộ. Trong mấy cái shop mà collection đó mấy chị. Giờ em đi bán giá 59.000 á chàng ơi. Rồi lên. Con này mặc như vậy nha mọi người. Con này hàng new, hàng xịn nè. Nhìn nè. Nút sơ cua.
mặt như vậy nè mấy chị. Phải không ta? À đúng rồi, mặt khoác như vậy nè. Rồi con này mặt giống lên đồng quá. Rồi được chưa? Đó con này size rộng lắm, 60-65kg lấy cho em mã 180. Lấy cho em mã 180 đẹp lắm. Có 180 nếu mà một số chị cần là ok. À chồng chị có qua nhà em rồi đó, hồi giao mấy cái hộp bánh mà có bánh ăn. Nhắc tới thời đại huy hoàng của tôi chi vậy trời. Ngày xưa em bán bánh hả? Má ơi, lúc đó là đang mang bầu quá chứ. 180 chị Xuân Hồng. Chị cùng cô Dung Tống là chị cùng sai với cô Dung Tống, nên là có cái nào chốt không kịp, biết hết like có được thêm tiếp không? Chị cùng sai với cô Dung Tống hả? Rồi con này nè, size số 11, 50-55kg. Con này mấy chị size số 9, mặt hơi rộng một chút nhưng mà đẹp lắm. Size số 11, 50-55kg, lấy cho em mã số 205. Lấy cho em mã 205, đầm nó trơn quá, nó rớt tè le hết nè. Để em chút với chị. Rồi đầm thiết kế, size số 7. Trời không biết còn ai còn xem không vậy. Con này 48kg, đầm thiết kế. Đầm này đẹp lắm, đầm này không có cần cầu kỳ với chân. Mặt lên búi cái tóc trang điểm chút xíu là ra dáng đẹp. Con này mà mấy chị làm tóc, mà mấy chị làm tóc búi mà rớt tóc một chút á, mà hái đẹp kinh khủng. Con này là chuẩn đi tiệc 48kg nha. Lấy con này cho em mã 503. 205 của chị Xuân Hồng trước, chị Kim Thúy sau ha. 503. Trời ơi. Size số 9. Đây, size nè, size số 9 52kg nè. Con này mặc á nó sẽ chít cái phần eo chỗ này. Thấy không? Trời tiếc quá, tại vì em mập quá em không thử con này cho mấy bà được. 50-52kg mấy bà, size số 9 nhìn nè. Mấy bà mặc, mấy bà chít cái eo chỗ này giật lên một chút, nó sẽ che được cái bụng dưới một tí. Lấy con này cho em vi mã số C73. Chị thích đầm von như kiểu như vậy đúng không? Em có nha chị. Em bóc cho bà. C73 từ em bóc cho, em có nhiều lắm. Đầm von hoa hè lá hẹ đúng không? Em bóc cho một mớ nha. Em bao nhiều luôn. Nãy có mấy con này nè, to quá chị chốt không được hả? C73 chị Mỹ Dung. Đây con này. Con này 50-55kg này, sao bà không lấy? Rồi lấy cho em mã số M74, dài quá hả? Von á. Lấy cho em mã M74. Rồi đầm von, con này size số 11, size của Vi. Sang lắm, mấy con này sang lắm. 50-55kg, con này thử cho coi. Đầm đen size số 9 vừa rồi mã mấy vậy Vi? Con đó size số 7 cô ơi. 503 có người bấm rồi. Size số 7, con đó size số 7 chưa ai bấm hết cô ơi. Con nó 47-48kg à, cô mặc không biết con không biết là cô mặc vô không á. Con đen bóng đó đúng không cô, là size số 7 nha cô. Size số 9 là không vô được đâu nghe. Rồi nhìn cái bông tím của em, nhìn cái vàng bông của em nè. Ơi không, con này to lắm mấy chị, size số 13 luôn á. Rồi con này rút lại tóm cái quần lại là 55-60kg vừa con này, lấy cho em mã số B10. 55-60kg vừa con này. Ok lấy cô nè, em ra phím nè. Đúng rồi. Rồi con này nha. 55-60kg nha. Lấy cho em mã B10. Con này em mặc ngực rộng, eo rộng. Rồi nè, đầm von nè. Trời đất ơi, 55-60kg cái này luôn. Lấy cho em mã C96. Lấy cho em mã C96. Ui đầm von em vi nhiều mà ta. Ui con này có đai luôn nè chị. B10 của chị Mỹ Lệ. Con này nha. Đó. Con này 50kg đến 55kg nè chế. Con này nút đầy đủ, mình gài nút là bình thường. À không, chết mẹ, con này áo khoác, xin lỗi chế, con này áo khoác nha. Lấy cho em mã 132, xin lỗi chị. Em tưởng như mấy cái đầm có nút dài xuống dưới. Con nó áo khoác. Từ, em lên cho mấy bà. Đồ em nhiều lá. Ê maxi nè. Con này 55kg cho đến 58kg size ML. 55-58kg size ML. Lấy con size to này cho em vi mã số 194. Lấy cho em vi mã 194. Ok xì tê. Rồi lên tiếp nha. Mấy con đầm Âu nằm dưới vậy. Rồi lên nè. Đã chưa, con này quá đẹp. Trời ơi con này size số 11.
50-55kg không đã, không lấy tiền con này. Con này dán sơ mi lụa tay lỡ, rất đẹp nha. Dán sơ mi lụa tay lỡ rất đẹp, 50-55kg. Đơn đi nhanh ghê, chị nhận hàng rồi đó dạ. Thì bên em có nói rồi đó, lấy cho em ở M93, em bán hàng 24 tiếng là cố gắng 24 tiếng, trong vòng 24 tiếng là khách bắt buộc phải nhận hàng. Để cho khách phải mua tiếp nữa chứ. Cái đó là cái chiêu làm việc bên em á. Có nghĩa là bên em bán hàng cho mấy chị, nhất là mấy chị khách mới, bên em sẽ đi trong vòng cái tốc độ kinh hoàng luôn, là 24 tiếng. Mấy bà nhận hàng rồi để mấy bà tự tin mấy bà mua thêm. Có nhiều chị đơn đầu tiên có 100-200 mà đơn thứ hai book 2 triệu là chuyện bình thường. Rồi lên. Con này dưới 50kg mặt đẹp. Con này dưới 50kg mặt đẹp giùm em. Lấy con này cho em vi mã số 215. Một thứ đầu tiên là mấy chị đã xem chất liệu vải, hàng hóa. Thứ hai là mấy chị coi là cái cách em nói số ký có hợp với mấy chị đó hay không. Ví dụ như em nói số ký như vậy đó, nhưng mà về nó chật cái bụng hoặc là nó chật cái ngực, thì lần sau mấy chị đó rút kinh nghiệm lại là sẽ chọn cái size to hơn size em nói. Đó là mấy chị mà chọn like hay á, mấy chị chọn like có kinh nghiệm á. Ủa bỏ cái xin đậm 1 chưa? Là mấy chị like có kinh nghiệm á, mấy chị chọn like có kinh nghiệm là mấy chị hay chọn trước hai cái để coi cái cách em nói số ký có hợp với cơ thể của mấy chị hay không. Rồi lên. Con này 50-55kg giùm em có đai. Lấy cho em mã 47. Thì cái đó nói chung mấy chị không biết thì em nói em hướng dẫn cho mấy chị, còn mấy chị quá kinh nghiệm rồi thì nó lại khác. Nhưng mấy chị chưa có kinh nghiệm á nên mới chọn thử hai cái rồi coi em nói số ký có hợp hay không. Trời ơi má, con này âu nè. Đẹp lắm con này. Size số 9 nè mấy chị. Con này form âu chuẩn luôn á. Size số 9 form âu 52kg. Lấy con này cho em vi mã số M11. Em ơi trên tường nhà chị có. Chết mẹ, cái số điện thoại em chưa đổi không ta. Để em đổi số điện thoại chính. Trời siêu phẩm nè. Form âu nè. Âu đen cao cấp hàng thiết kế. Con này người ta bán ít nhất 500.000. MV hên có được cái lô này bán cho mấy chị giá 59.000 là dạng như giá chia đó mấy bà. Không có lời đâu. Con này xếp ly đai vải. Con này xếp ly đai vải. Từ em đang tìm cái size. Ố là la size số 13. Trời đất ơi hên vậy. Đúng rồi. Mấy chị chọn ít thôi, em nói thiệt mà. Mấy chị lần đầu lựa đầm hoặc lần đầu lựa ốc chứ cái gì lần đầu là mình phải chọn thử. Mình chọn online mà mấy chị. Mình để coi cái người livestream họ nói số ký có giống không. Size số 13 nè. Trời má ơi đẹp quá ha. Cùng em ngắm siêu phẩm rồi bắt đầu em đọc mã. Lần nào cũng vậy hết. Con này theo cổ, xếp ly dưới, đai, độ mới 99%. Giá mua mới ít nhất triệu mấy trở lên. Giá shop đồ si ít nhất 500. Giá của Vi đưa ra là 59.000. Size số 13 là 60kg quay đầu với chị mặc vừa. Hôm nay chị nào thấy được em đó là một cái duyên. Được chưa? Em bán hàng cho được các chị cũng là một cái duyên. Lấy cho em mã số 178. Con này không ai thề với chị, không ai bán giá 59.000 đâu. Do mấy chị phải mua kèm bên em mới bán. Chứ đơn mấy chị mua một con này em không bán. Bây giờ mấy chị mua một cái thì em không bán, mấy chị mua hai cái em mới bán là vậy đó. 178 chị Xuân Hồng, chúc mừng chị Xuân Hồng. Chị mua đi rồi chị sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Thì em nói thiệt mà, 59.000 đỡ rất nhiều tiền để mà phải ra shop. Ngày xưa em từng bước vô shop em mua đồ em biết mà. Tiền không mọi người ơi, tiền không mọi người ơi. Mọi người theo em mọi người tiết kiệm rất là nhiều tiền. Nha. Đừng có vô shop nữa, đừng có phung tiền trong shop nữa. Đừng có thế này thế kia nữa. Mọi người theo em đi. Một chút xíu hoặc là một thời gian hoặc là trải qua một đơn hai đơn là em nói số ký gần như chính xác luôn. Rồi lên. Con này nha, hở trên mấy chị mặc lót trên giùm em rất là xinh, 50-55kg nè. Con chấm bi này mặc lót trên cực kỳ xinh. Lấy cho em mã B3. Mã B3. Đó, thiệt mấy bà theo em đi đã lắm. Thiệt mà. Đỡ được rất là nhiều tiền nha. Đỡ nhiều tiền lắm. Trời chứ nữ, phụ nữ mình mà vô trong shop sắm đồ mắc tiền lắm, tốn tiền lắm. Lên, con này size số 9 nè. 52kg quay đầu, một em tay dài, size số 9 tay dài nhưng không nóng nha mấy chị. Cái phần tay của nó là volunteer lụa. À, còn cái, ở bên trong nó, cái thân nó thì nó lót thôi. Size số 9, 52kg mặt đẹp. Lấy con này cho em vi mã số C75.
Size S nè, con này được nè chị. Con này 52kg quay đầu mặt đẹp. Còn size S là nhỏ lắm nha. Size S nó nhỏ giữa nữa nha. Rồi đây một con Âu theo gấm, hàng New Tem size số 13, C75 là chị Nhung Nguyễn. Con này size số 13 nè, gấm cao cấp. Con này vải mới 100%, 55kg, 60kg nha. Con này gấm cao cấp, hàng New Tem luôn. Mấy chị nhìn cái ngực nè, mấy chị nhìn hàng nhà em đã lắm. Lấy cho em mã 175. Không đã không lấy tiền. Chị 46kg, cao 1m56. Dạ ok chị. Ui dáng đẹp vậy. 175 chị Xuân Hồng. Đây con này. Tùy mày mà thích mặc ôm đúng không? Con này là 46kg, 47kg mặc ôm size số 7. Mình ôm mình mặc size số 7. Mình mặc thoải mái mình mặc size số 9. Đây con này nè. Con này là eo 66, 68. Con này là 46, 47kg quay đầu mà eo 68 thôi. Đó, mình mặc muốn mặc ôm là con này. Lấy cho em Vi mã 111. Con này New Tem luôn. Mã 111 New Tem luôn nha. Rồi một con Âu. Con này siêu đẹp luôn nè. Con này size số 7, siêu ôm. Con này size số 7 nha. Trời ơi đẹp quá, con này đẹp quá. Con này rất là đẹp nha chị. Size số 7 nha, 48kg quay đầu. Con này ngang ngửa hàng thiết kế luôn á. Chị nhìn cái band nó may nè. Có nghĩa là khi mà mình mặc vô là tự động nó vô eo hết. Không cần đai, không cần nịch, không cần bất cứ gì hết. Lấy con này cho em Vi mã số M86. Quá đẹp. M86. Rồi con này mấy chị. Quá đã, con này đẹp quá trời nè. Nhìn con này đặc biệt giống như thiết kế của phần lưng nè. Phần lưng bụng nè. 50-55kg, nhìn phần lưng mấy chị đã lắm mấy chị ơi. 50-55kg. Nút là nút ngọc trai luôn á mấy chị thấy không, thích không? Nút ngọc trai, cái lưng của nó quá đẹp. Cho mấy chị nhìn phía sau của nó may tới đằng sau luôn mà. Nên là con này mấy chị cái vô đúng cái lưng nó như vậy luôn á. Cái là cái lưng nè. Ở cái trước nè. 50-55kg. Lấy con này cho em Vi mã số 542 M86 chị Hoàng Linh Thái trước nha. Chị Nhiên bỏ sau rồi chứ. Để em chốt quay đây nè. Con này dễ thương nè. Con này là size rộng, mấy chị mặc rộng nó sẽ ra dáng baby cực kỳ. 50-55kg. Con này mấy bà mặc rộng là da ra dáng baby luôn. 50-55kg size SM. Lấy con này cho em mã 451. Có mã 52 không em? Mã 50, ủa mã 542 hay mã 52? Mã 542 chị Xuân Từ, 542 chị Nhung Nguyễn. Hoa nhí mã nhiêu em? Chết cha. Hoa nhí xanh hay chị Loan Đào? Mã 111 chị ơi, con 47kg phải không? 451 của chị Tuyết Lê. 55kg nha chị Tuyết Lê. Chị Tuyết Lê cho em xin số điện thoại địa chỉ, chốt đơn 2 cái để bên em đi hàng nha. Đồ em đẹp lắm mấy chị ơi. Đồ đã lắm. 59.000 một cái mà đồ đẹp lắm. Rồi con này 50kg quay đầu nè. Con này dáng công sở form Âu. 50kg quay đầu dáng công sở form Âu. Lấy cho em mã B41. Lấy cho em Vi mã B41. Khách mới là cặp bên em mới chốt đơn nha mấy chị. Nên là em nói trước để mấy chị đỡ bỡ ngỡ. Có nghĩa là sau like á, mấy chị inbox cho em, cặp cho em, chuyển khoản cặp cho em 50.000. Nếu mấy chị không cặp bên em sẽ không chốt đơn cho các chị. Cái đó là mình cặp lần đầu tiên. Rồi em nói như vậy thôi. B41 của chị Hoàng Linh Thái. Em nhắc để mắc công mấy chị bị xả đơn á, mấy chị like em. Rồi con này theo hình con bướm bướm màu xanh. Em nói mấy chị khách mới á nha. Còn mấy chị khách quen thì không cần cọc. Mấy chị khách mới cọc một lần đầu tiên giùm em. Còn con này đẹp quá. Con này size số 11 quá mọi người. 50-55kg á. Con này vừa qua mà vừa bướm bướm á. Mấy chị đẹp kinh khủng. 50-55kg con này đẹp kinh khủng. Lấy siêu phẩm cho em Vi mã số 939. Con này đẹp quá. Con này đẹp lắm. Em nhìn cái quả tiết con. Mấy chị nhìn nè. Nó có hai con bướm bướm nha. Một con bướm bướm cánh nhỏ, một con bướm bướm cánh to. Nè mấy chị nhìn bướm bướm cánh to, nguyên con cánh to nè, nguyên con cánh nhỏ nè. 939 của chị Lê Thị Mỹ Ngọc. Chị Mỹ Ngọc chốt trước rồi. Bông vàng nè mấy chị, vải kim vàng nè. Thả không? Con này nha. Con này 55kg cho đến 60kg. Dòng nó sắc cánh nhưng mà hàng nó rất đẹp. Đây,
sang lắm á mấy chị, mặc vô sang lắm. 55 60 kg lấy cho em mã C52. C52. C39 chị gì chốt trước rồi chế ơi. Rồi con này 50 55 kg cổ đổ. Hoa hồng nha, đẹp lắm. Cổ đổ đi tiệc, con này đi tiệc, lấy cho em Vi mã số 220. C52 của chị Mỹ Ngọc. Một em công sở cao cấp form Âu. Size số 9, 52 kg quay đầu, con này form Âu nhẹ nhàng tinh tế. 220 chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Con này 52 kg nè, nhẹ nhàng mà tinh tế một cách cực kỳ đã luôn nha mấy chị, hàng công sở size số 9. Lấy con này cho em Vi mã 74. Lấy cho em Vi mã 74. Siêu phẩm size S. Con này dưới 50kg, 45kg đến dưới 50kg. Trời, con này mặc dễ thương nè ha. Nhìn nè. Giống con qua hai bận nhưng mà nhỏ quá. Con này 45kg đến dưới 50kg. Bà ai không vừa chứ thôi bà lượm rồi. 45kg đến dưới 50kg. Quá dễ thương luôn á mấy chị. Lấy con siêu phẩm size S này cho em mã 84. Hôm qua em xả nhiều lắm. Em nói trước với chị, mấy chị nghĩ em không dám làm. Chứ hôm qua em xả mà nhiều chị bất ngờ luôn á. Hôm qua là em đã nói là một tiếng đồng hồ sao là cọc cho em đúng không? Có chị kia gọi thuê bao, tới 3 giờ vẫn gọi thuê bao. Em vừa xả xong 8 con cho bả. Em vừa xả xong 8 con của bả, em chốt lại 8 con đó cho người khác liền. Thì bả vô bả nhắn tin. Thì lúc đó em nói là tiếc quá, em đã chốt lại rồi. 8 cái đó mấy chị. Em không bán là không bán đó mấy chị. Nên là em nói trước mấy chị, đừng bỡ ngỡ nghe. 84 của chị Mỹ Ngọc. Chị Duy Phương sau. Em qua đỏ nè. 50 kg cho đến 55 kg hoa đỏ. Đẹp chưa? 50 kg cho đến 55 kg. Lấy con này cho em Vi mã A3. Do mấy chị đó, chị nói là mấy chị hết pin rồi chị ngủ quên. Em nói vậy thôi, cho em xin lỗi chị. Lần sau mình vô mình chốt lại từ đầu. Mấy chị đặt hàng thì chị, mấy chị phải có trách nhiệm. Đó, em vẫn xin lỗi khách nhưng mà bây giờ 8 cái đó em bán rồi. 8 cái đầm của khách em bán lại ngay trong vòng 1 tiếng hồ. A3 là của chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Đó. Nên là đôi khi mấy chị nghĩ em bán hàng em gì chứ không có đâu. Là con này chất liệu xô mấy chị. 55 60 kg nè, con này sang cực kỳ, xô mềm, xô Nhật. 55 60 kg lấy cho em mã số 3. A3 là của chị Khoa Anh Nguyễn Thị rồi. Nha. Hôm qua là nhiều người cũng giận em lắm á. Em cũng để lỡ khách mới nhiều lắm nhưng mà em đã nói trước rồi ha. Đỡ mít lòng nhau thôi. Chứ có gì đâu. Rồi con này 60kg, 65kg, size to. Con này size số 13, 15 lận. 60, 65kg lận. Lấy cho em Vi mã số 77. Số 3 của chị Mỹ Ngọc. Dạ, khách cũ em giữ đơn được 3 ngày nha chị. Sau 3 ngày tự động hủy luôn. Nha, em có nói trước ha. Khách cũ em giữ đơn được 3 ngày. Đơn của mình Hoàng Linh Thái. Nếu mà hôm mới hôm qua là bên em nhân viên nó tự động giữ trong kho nha chị. Tại giờ em giao hết cho nhân viên em ha. Em chỉ like thôi, em không làm gì hết nữa. Nên là có gì em báo trước với mấy chị trên like hoặc gửi thông báo trên Facebook. Là nhân viên em khi mà giữ khách á, giữ 3 ngày, tự động 3 ngày không có, nhân viên sẽ liên hệ với khách một lần nữa là à chị ơi, cái đơn này của chị 3 ngày rồi, chị có lấy không? Nếu chị không lấy hoặc là chị không trả lời, tự động đơn hủy. Cũng sẽ báo lại cho chế, chứ không phải không báo lại. Trước khi hủy vẫn có báo hên xui hả má? Hên xui là trừ khi nào mà trường hợp hên xui có nghĩa là đồ nhiều quá báo không kịp. Rồi con này đi 50kg đến 55kg. Lấy cho em mã B10. 50-55kg size số 9-11. Mã B10 giùm em. Số 3 em chốt chế Mỹ Ngọc rồi hả? Em lên đồ đẹp nữa nè. Mấy con Âu của em đã mất tiêu hết trơn rồi ta. Hôm nay phải lên bán hết mấy con Âu đi, không để tồn nữa. Biết sao? Hay lục cho em đi, biết sao không? Tại vì em like K59.000 nữa hả? Nè ở dưới này nè. Tại vì đè lên á, bây giờ em like có hết đâu. B10 của cô Dung Tống. Đơn chị Di Phương nói là đơn có bra cho chị, đơn đi bra chưa. Đơn đi có bra cho chị chưa chị Di Phương? Chưa. Trả lời là chưa chị ơi. Rồi được đó. Là trời má ơi con này đẹp kinh hồn vậy. Là bà nói bù cái gì á. Ừ. Mà không nhắn tin được. Đúng rồi. Rồi điện không nghe, rồi sao im luôn giờ sao? Bữa đó là bù cái gì á. Nhưng mà không nhắn tin được cho chị Di Phương hả? Ờ. Kỳ vậy, cái đơn chị, cái Facebook chị Di Phương bị gì không nhắn được. Thì giống như chị Giang Lê này nọ đó, mấy cái Facebook Minh Yến cũng không nhắn tin được luôn. Di Phương, Giang Lê, Luyến Phụng. Chị ơi, trưa nay nhân viên gọi điện thoại cho chị để giải quyết dứt điểm nha. Nhớ nghe điện thoại em chị Di Phương.
Rồi chị đó. Dạ. Chị Phương nhớ nghe điện thoại trưa nay mẹ em nha. Nhân viên sẽ gọi điện thoại để giải quyết nha chị. Mấy lần tại nhắn tin Facebook mình đang có chụp chặt ấy. Con này quá đẹp, size 11 mấy chị nên chốt. Size 11 mấy chị nên chốt 50 55 kg. Nói chung là nên chốt luôn á, quá đẹp luôn á, đã ha. Hàng new tem luôn, lấy cho em mã C38. Trời ơi, đẹp quá à, không lẽ vậy em mặc á trời. Đã quá mấy chị. Phong váy không sở liền mà dán bút chì như vậy là bao ghiền luôn. Trời ơi, mê quá à. Em mà còn đi làm công ty là em lấy rồi. Chứ mua cái này mấy trăm ngàn luôn á mấy bà. Ha. Nè. Đâu có cần chiếc eo gì đâu. Trời ơi, con này em lấy cái bóp nữa. Mang đôi giày cao gót nữa. Bộ bao sang. Đẹp quá ha, 59 ngàn. Ai, C38 chị Mỹ Ngọc chốt trước. Cô Dung Tắm chốt sau rồi. Chào bà Di Võ, bà ngồi. Bà ngồi bà hì hục nãy giờ bà được có một cái 1-4 tiếng hồ. Chát dễ sợ bà Di Võ. Em là mất đơn chị Di Võ nữa chứ. Trời đất ơi. Đơn Di Võ không về luôn hả? Nó về rồi á, chắc con Thoa nó xả mẹ nó rồi á. Chứ sao không về được. Mà nó lạc đâu mất tiêu, để trong kho tìm hết rồi không thấy. Bực bội ghê. Đơn chị Di Võ. Tự nhiên mất mấy cái đầm của bà. Mấy cái áo viên chứ hả? Đơn đó mấy cái áo viên đúng không? Mất mấy cái áo viên của chị Di Võ. Em mà làm mất đơn của khách em cũng thấy chán lắm nha. Em thấy có lỗi lắm nha. Tại vì khách chọn là toàn đồ viên không á. Đơn chị Di Võ mấy con áo viên không á. Làm mất đơn của bà giờ đâu có hàng áo viên đâu mà đền cho bà. Rồi con này nút đi nhiều quá là biến gài quá mấy chị nhìn nè. Sơ cua bà không có sơ cua được. Chị Mỹ Ngọc khách quen em chế. 50kg đến 57kg con này đủ nút hết tới co tới cuối luôn. Nè đẹp nè, 50-57kg đủ nút viên hoa. Lấy cho em vi mã số 182. Mã 182 viên hoa. Rồi con này nha mấy chị, size số 9 nè. Size số 9 nè nha mấy chế. Nhìn vậy chứ mà size số 9 nha. 50-52kg size số 9. Lấy con này cho em vi mã số M59 giùm em. 182 của chế Xuân Hồng ạ. À. Chế Xuân Hồng có nhận cái đầm lô đầm, cái đơn đầm trước chưa ta? Đi chưa? Đi rồi đúng không? Mới hôm qua hả? Chắc chưa nhận. Rồi lên đi mấy chị. Con này size số 11. 50kg cho đến 55kg giùm em nha. Form Âu á. Form Âu na ná sườn xám á. Lấy con này cho em vi mã 402. Lấy cho em mã 402. Con đó mà mặc lên chụp vintage đẹp ghê hồn luôn. Con 402 mặc lên mà chụp hình đẹp lắm á. Nhưng mà nhỏ quá. Mai mốt quá mấy chị. Em có dự định là em mở cái shop. Xong rồi em có phòng một cái phòng studio nữa đó. Tại vì ông xã em nhiếp ảnh mà. Em có một cái phòng studio nữa đó. Em sẽ lên hình mấy con Vin đó cho mấy bà coi. 42 của chị Nguyễn Hương. Ủa có 42 không vậy? 402. Trời đất ơi, 402 chị Nguyễn Thúy Vân. Không phải là 42 đâu chị ơi. Em hủy 42 chị nha chị Nguyễn Hương. Rồi em lên size số 9 cho bà lựa nữa nè. 402 của chị Thúy Vân rồi. Con này size số 9 nè. 50-52kg size số 9. Chất xô Nhật. Con này xô Nhật không phải vôn nha. Xô mềm đó. Xô Nhật bây giờ nó cũng đang mắc tiền lắm á mấy chị. Nó về giá 11 triệu 12 triệu một kiện á. Rồi lấy con này cho em vi mã 188. Mã 188 xô Nhật. Em lên đầm trắng thêu. Con này size số 11 nha. Con này thêu nè mấy chị. Đó thêu mấy chị thấy không. Thêu nổi. 50-55kg nha, con trắng này size số 11, 50-55kg. Lấy cho em mã 517, 188 chị Minh Ly Yến. Em biết rồi. Em biết rồi. Rồi con này chị thử coi được không. Con này size số 9 nè chị. Con này 50kg, 52kg quay đầu size số 9 nè. 50-52kg quay đầu nè. Rồi lấy con này cho em vi mã 88. Size số 9 mã 88. Thôi lên tiếp đi nha. Đồ đẹp lắm mọi người. Con này size số 9 luôn nè. Size số 9 có đai. Con này 50-52kg quay đầu. Con này thêu hết 100% thêu hết. Form Âu có đai, thêu, vải. 50-52kg đây quay đầu. Lấy cho em mã M78 đi. 517 của chế Nhiên Võ ạ. À. Rồi đi đi. Trời ơi đẹp chưa. Ôi mẹ ơi bự vậy. Con này 60-65kg nha mấy chị. Vô tình ai đang xem lụm luôn. Con đầm xịn mà size to nè. Lấy cho em mã C5. Con này đẹp lắm.
Con này em cam kết với mấy chị độ mới là trên 99%, không có một lỗi lầm gì hết. Và size của nó là size 65kg. Lấy cho em mã C5. Lấy cho em mã C5 mới tinh luôn, mã C5 mới tinh luôn á. Rồi lên nè, Vin Hoa, Vin Tẹt nè. Mấy chị nhìn mấy con Vin nè. Mấy con này lên form rất là đã. 88 chút cho chế nhiên vỏ à. Con này 50-55kg size số 11. Lên form không đã, không lấy tiền. Lên form mà không sang, không lấy tiền. Đẹp không? 50-55kg đẹp lắm. Lấy cho em mã 409. Lên form rất là đã luôn. Lấy cho em Vi mã 409 nha. Lên form đẹp lắm nha. Mấy chị Nhiên Võ ơi. Ngại ghê á. Em có soạn sẵn mấy cái eo, mấy cái vest nè. Size chị nhiều lắm. Chị có muốn xem không? Eo 72 hả? Eo 72 mình mặc size số 11 nha. Tại eo em 74-76 là mặc size số 11 luôn á. Chị eo 72 mặc size số 11 dùm em là thoải mái. 409 là chị Mỹ Lệ. Rồi con này size số 11 mà eo của nó là 76 lần à. Mình mặc thì mình thêm vô nịch dùm em. Tại vì cái form của Nhật Bản á mấy chị, mình mặc mình phải lên nịch như vậy nó mới đẹp nè. Thí dụ như eo 72 eo chị ốm đẹp hơn em á thì mình vô nịch dùm em mấy con này nè. Chứ nếu mà vừa thì em sợ chị lại chật cái ngực. Rồi đây, con này nha, con này 50-55kg, eo 76-78 luôn. Mấy chị eo 72 là vô nịch, nó như vậy đó mấy bà. Rồi lấy siêu phẩm này cho em mã 440. Mã 440. Dạ xem ok chị. Chị đợi em chút xíu nha. Dạ, ý là nếu mà chị xem thì chị đợi em chút xíu nha. Em lên đầm cho khách trước rồi em lên cho mình nha. Anh ơi cho em mượn cái cục sạc dự phòng với ông xã. Rồi lên một con đầm Vin size số 9. Con này 50-52kg quay đầu. Ví dụ như con này mình nè, eo 72 là đẹp nè. Nhưng mà ngực là dưới 86-88 thôi là size số 9. Rồi lấy con này cho em Vi mã số C7 đi. Lấy cho em mã C7 đi. Đẹp lắm. Đó form sơ mi. Mã C7 là form sơ mi vải lanh lụa. Chị nhé. Dạ chị lấy đi chị. À con nó size số 9. Từ từ bể một nút rồi chị. Thay được không? Khoan đã, C7 bể một nút rồi. Má cái nút đó nút. Múc từ từ để em coi. Em lên con này cái đã đẹp quá. Con này siêu phẩm nè. Con này free size 50kg đến 60kg. Con này là siêu phẩm rồi đó. Đã không? Free size 60kg đến 70. Lần free size 50kg đến 60kg. Lấy siêu phẩm cho em mã 511. Hả? Bể một nút rồi mấy chị. Cái nút ở đây nó bị bể nè. Một nút bể thôi. Bây giờ em bớt mình còn 40.000 mình đồng ý không ạ? 511 chị Nguyễn Kim Thúy. Của chị gì ta? 511 chị Nguyễn Kim Thúy lấy trước rồi chị Thảo Lưu à. Trời giờ này bà Thảo Lưu mới vô. Kiếm siêu phẩm nữa thầy. Con này hàng Vintage, hàng hiệu của Vintage. Từ đó em hỏi đơ ý chị Nguyễn Hương có đồng ý hay không đã. Cái C7 là 40.000 chị có đồng ý không chị? Con này là 50kg cho đến 55kg size số 11 nè. Con này Vin đó, nút bọc vải size số 11. Đẹp lắm Vin đó mấy chị. Lấy con này cho em Vi mã số 169. Chị Nguyễn Hương ơi, cái mã C7 mình đồng ý 40.000 báo em luôn đi chế ơi. Em sẽ hỏi ý kiến mấy chị trước. Nếu mà hàng có lỗi em sẽ bớt tiền tùy theo cái lỗi. Mấy chị đồng ý, còn nếu chị không đồng ý thì bên em bán lại cho khách khác. 169 là chị Xuân Hồng. Lên nữa nè. Con này nó có 3 cái nút ở đây thôi. Nó là dòng khoác dùm em có 3 cái nút giữa bụng. Con này size rộng 55kg free size cho đến 65kg. Mình mặc thoải mái. Lấy con này cho em mã 518. Lấy cho em mã 518. Chị Nhung Nguyễn nhắn là 2 cái. Mất một cái cúc em cho một cái cúc khác được không? Thường đồng Vin là nó. Dạ em sẽ thử nha chị. Em sẽ thử tìm một cái nút na ná như vậy ha. Mắc công người ta mua chứ. Bên em cũng có nút chứ không phải là không. Nhưng mà sợ là không có tìm được cái nút y như vậy á. Tại vì đầm Vin là một cái dàn nút nó không có được khác được. Ủa cái này bả đồng ý đâu nữa. Đó chị mới nói, chị nó mới hỏi đó. Có một cái nút khác được không đó. Rồi lên mấy chị, con này maxi 50-55kg đầm maxi.
Lấy con này 59.000 cho em Vi mã số B55. Vô rồi đó hả? Ok, chị Nguyễn Hương đồng ý 40k. Rồi, em phiếu. Chị Nguyễn Nhung nhắn là coi lại hai cái đó eo 78 vừa hay không, em in phiếu đó, đó nha. Bên em sẽ coi lại và trả lời cho Minh Bóc nha chị, tại vì hàng bên em đã chuyển kho hết rồi á. Hàng chị chọn hai cái bên em đã chuyển kho hết rồi, không có tại ở bản ở cái chỗ livestream này. Bên em làm đi chuyển kho đi hết rồi, 200 con đầu chốt đầu live chuyển kho đi xong rồi. Tại vì để bên em chốt đàn nhanh lắm nha. Và con này 55kg cho đến 60kg một em Vinhoa nè. 55-60kg nè mấy chị. Lấy con này cho em mã C87. Mới vô hả chị Hoàng Nguyễn Ngô nha, bây giờ em Vi phải off rồi. Tại vì chiều em còn đi săn hàng nữa. Ủa, E78 là size số mấy? Số 11, 13. 11 có những cái form 11 và form sum thì E78 vừa. Còn form ôm là phải coi lại. C87 của chị Mỹ Lệ. Rồi con này nè mấy chị, size số 9. 52kg quay đầu. Size số 9 nha, 52kg quay đầu, eo cỡ 70-72 nè. Lấy cho em mã B33. Lấy cho em mã B33 size số 9. Bây giờ em phải ốp và tiếc ghê để em đi săn hàng á. Nói thẳng ra luôn, em nói thiệt với mấy chị luôn á. Tại vì hàng Vin Nhật nó đang hết hàng rồi, em không có hàng. Tất cả các kho nó đã hết hàng rồi. Bây giờ em đi săn là em đi bằng cách em đi kiếm mấy cái shop mà đồ si lớn á, mà họ không ra hàng được mùa dịch này đó. Em nói thẳng với mấy chị luôn á, để em gom về em bán đó. Một em cao cấp mà săn hàng shop tuyển á đó. Đây mấy chị, thì giá nó phải chịu cao một chút xíu, nhưng bây giờ nó đang hết hàng. Trời, con này đẹp quá ha, hai ha, mặt lên đẹp lắm. 50-55kg nha, mặt lên đẹp lắm nha mấy chị, nhìn nè, em mặc lên nó cũng na ná như vậy rồi đó, quá đã luôn. Con này eo bao nhiêu vô hết bao nhiêu luôn. Lấy cho em mã số 14. Eo bao nhiêu mấy chị muốn eo bao nhiêu vô hết luôn. Con 10 B33 của chị Khoan Nguyễn Thị nha. Size số 9 11 là vậy là sao về MV? Size số 9 là 52kg quay đầu á chị. Size số 11 là 55-56kg quay đầu. Size số 13 là 60kg quay đầu. Size số 15 là 65kg quay đầu. Size số 17 là 70kg quay đầu. Thực chơi chị nghe kịp không? 14 giờ Hoàng Viên Ngô. Cỡ dáng của chị Phương Trần, em có những con size số 15-17, hàng thiết kế, đảm bảo, cam kết chị Phương Trần mặc đẹp. Nhưng mà bà nội lấy hết rồi. Size số 15-17 bà nội lấy hết rồi, bà nội ra mấy cái đầm thiết kế bà nội lấy rồi. Để coi coi còn cái con nào hay không. Con đầm size C7 chị được không? Dạ, C7 của chị Nguyễn Hương á chứ. Dòng 1 105 eo 96. Size số 17 chị vừa không? Dạ vừa chị. Size chị mặc size số 15 vừa, chị mặc ngang ngửa với chị Vũ Trang á, chị Vũ Trang hay lấy size số 15 mặc á. Nhưng mà em tạm đang hết hàng size số 15 rồi, hiện nay em chưa có tìm thấy hàng size số 15. Rồi con này size số 7, số 9 mấy chị. 50 kg quay đầu. Cái này là vải linen. Màu của nó là màu xanh leon. Đẹp không? Cổ đổ màu xanh leon dưới 50 kg mấy chị, size S mặc là đẹp. Lấy cho em mã 72. Hôm nay em like hơi chậm một chút, nhưng mà được cái nó kỹ cái size cho mọi người đi ha. Rồi kệ, cho nó không có gì hối tiếc ha. Chị mét 6 48kg thì mặc size số 9 giùm em đi cho nó đẹp. Rồi con này 55kg cho đến 60kg. Lấy con này cho em Vi mã số 248. Mã 248 nha, size số 11-13 con đó mã 248. Chị Phương Trần ơi, mình trao đổi với chị Vũ Trang đó chị. Chị Vũ Trang bằng size chị á. Chị Vũ Trang lấy mấy con đầm Âu size số 15 á, là chị Vũ Trang mặc được hết á. Rồi con này size số 13-15 nè. Con này to nè. Đó, con này. Con này Lolita. Nhìn nha. Con này em bao chị vừa luôn á. Bao vừa luôn, ngực chín mấy là vừa nè. 248 chút ai báo à. Con này 60-65kg size số 15. 248 là chị Nguyễn Kim Thúy. Nè, đây nè, con này size to nè. Này size số 15 nè, 65kg nè. Dòng Lolita. Lấy con này cho em Vi mã số 17. Vừa hết đó, chị Vũ Trang đó. Chị Vũ Trang là gần 70kg đó chị Phương Trần ơi. Đó là hai chị trao đổi với nhau về cái những cái đầm mà chị Vũ Trang có mua bên em rồi đó.
chị Vũ Trang mà vừa hết đó là em là hàng bên em là chuẩn lắm đó. Số 7 là cô Xuyên Đặng. À chọn vét, ok chị. 17. Chắc cái đó. À ok con lấy cái đó cho cô Xuyên Đặng. Và con này size số 9 52 kg quay đầu này. Đầm dạng vét, size số 9 52 kg quay đầu. Lấy cho em mã 413. Lấy cho em mã 413. Mới qua mà. Đi. Lấy cho em mã 413. 17 là chốt cho lấy. Chị đang săn mấy con ốm trên xòe nhiều phía dưới, hy vọng là size 15 hoặc 17 thì chị phải thử mới được. Hào bá mấy mà bây giờ không có hàng nữa mới ghê. Nãy có mấy con size số 15, 17 đâu à ha? Có không? Con này size số 13 nè. Con này size số 13 nè. 55-60kg, con này dưới 60kg, size số 13 nè. Lấy cho em Vi mã số 530, size số 13, mã 530. Chị Mỹ Lệ là 7 cái, 7 phiếu chứ. Size lớn chốt hết hả? Size lớn nãy giờ có ai đâu, size số 15, 13 có chứ, size số 15, 17 chưa ai chốt mà. 413 của chị Nhiên Võ. Con này vải lụa nè mấy chị. Con này vải lụa, size số 7, hàng hiệu nha. Con này 47-48kg, hot girl mặc đẹp lắm. Nè mấy chị, 47-48kg mấy chị mặc đẹp lắm. Lấy con này cho em Vi mã số 204. Con này mặc đẹp lắm nha. Mấy chị hot girl dáng ốm á. Lấy cho em mã 204. Một con này, đẹp chưa? Trời ơi, con này nè đẹp quá mấy chị ơi. Con này là size số 9 nè mấy chị. Trời ơi, đã quá. Mê không? 53kg, 52-53kg, size số 9 nè. Đẹp lắm đó. Rồi lấy con này cho em mã chấm bi đi. Hai ngày nay chị không có chốt được con nè. Chốt không kịp với chị Vũ Trang. Con này nó có tem chống vàng giả luôn nè mấy chị. Hàng cao cấp ha. Con này là size số 7, số 9 nè, size nhỏ dưới 50kg. Con này có độ co giãn. Con này dưới 50kg hàng xịn nè. Có tem chống hàng giả nha. Rồi lấy con này cho em mã hiệu đi. Con đó tiền không á mấy chị. 204 của chị Nhiên Võ ạ. À. Hả? Cái đó chấm bi. Giờ em lên vét nha mấy chị. Để em móp hai em lên vét 5 phút nữa thôi rồi móp. Không. Mã hiệu của cô Dung Đống. Con đó mã hiệu. Con 204 có mã mà hai. Rồi. Em cảm ơn mấy chị đã ủng hộ em trong livestream ngày hôm nay. Nếu mà chị nào ở lại coi vét thì em lên vét, nhưng mà em chỉ lên vét size số 9 thôi nha. Vét Nhật size số 9 thôi nha. Vét Nhật, dòng vét Nhật size số 9. Những cái form vét Nhật này là hàng, này là hàng hàng của Nhật hết nha. Size giá 40.000. Vét Nhật size số 9 nha. Ê, từ từ em coi con này kỹ lại coi size mấy đây. Nè con này nó ghi Made in Japan mà B36 là size nhiêu ta? Chết rồi. Không có ghi size số mười mấy hết. Nó ghi B36 là size nhiêu trời. Chết nè. Con này em thấy nhỏ quá, không biết là số 7 hay là số 9 nha. Mà em thấy nó ghi là B36. Đã chưa? Con này hàng hiệu chuẩn Nhật nha. Đó, dòng con này nè. Đẹp không? Con này là B36 nha mấy chị nha, B36 nha. B36 là chắc 36-38 á. Có cái size đó nữa em chưa nghiên cứu, để em Google ra mấy chị. Em phải học thêm, mấy cái này em bán hàng là em phải học thêm hết. Em chưa có hiểu được hết. Rồi con này chốt cho em mã số 20 đi. Nói chung là tầm 46-47kg quay đầu đi ha. Nha. 46-47kg quay đầu giùm em nha. Dạ cái này thông cảm giùm em đi chị. Số 20 của chị Bình Mỹ. Quá chất lượng, 40.000 chỉnh tiền số 20 giùm em. Con này số 9 nè mấy chị. Con này đẹp lắm.
số 9. Size số 9 nha. Dưới 50 52kg size số 9 nha mọi trời mấy chị. Vai là 38 à, 338 nha. Vai 36 38 nha. Lấy cho em mã số E4. Không chị ơi, B36 là em nói cái size thôi chứ, nhưng vỏ chứ không phải là mã B36. Mã là mã 20, chị Bình Mỹ lấy rồi. Chị Vân Dương ơi, thông cảm giùm em nha. Đây. Rồi em lấy cái này cho cô Dung Tống. Rồi cô Dung Tống lấy cái này kìa. Size số 9 luôn. Con này là 2 nút nha. Giờ em biết sao ta? À có một cách. Chị Vân Dương giữ đơn thì chuyển khoản cho em 59.000 đơn xong mình vô mình chốt tiếp. Còn nếu không có chuyển khoản là bên em không có giữ đơn khách mới á nha chị. Rồi con này nha mấy chị. Một con Uni Willow size số 9. Uni size số 9 nè. Đó không? Lấy con này cho em Vi mã số B5. Mã B5. Chị Hoàng Vi Ngô thì giống em, mặc size số 11, 13. Áo vest thì chắc mặc 13 luôn, nhưng mà không có size. Không có size nên em mới xin lỗi mấy bà nè. Vest em không có size đâu. B5 là cô Dung Tống. Chỉnh giùm em 40.000 hết nha hai. Thông cảm giùm em nha mấy chị. Vest em còn rất là đẹp nhưng mà nó còn size số 7 với số 9 không à. Chán vậy đó. Rồi con này vest vải nè. Vest Nhật của em đẹp lắm. Nhưng mà nó còn size nhỏ không à. Nè con này có cái tay của nó nè, đẹp không? Từ con này là size số 9 nè, xẻ đằng sau nè. Đó. Size số 9 là size bằng size SM Việt Nam mình nha, mấy chị vai 38 mặc vô nha. Rồi lấy con này cho em Vi mã số M25. M25. Không có vừa đâu trời ơi, thiệt. Mấy chị ơi, mấy chị mặc vest á, mấy chị mà cỡ như em là mấy chị phải mặc size số 11 13 lận. Không có vừa đâu nha mấy bà. Đừng có bon chen nha mấy bà, khổ ghê mấy bà. Không có vest size to, nói thẳng ra là không có vest size to. Rồi size số 9 nữa nè. In ra rồi mà. Nó chưa lót được. Mới in nó chưa lót. Con này đen thêu hoa size số 9 luôn á mấy chị. Nha, nói chung em còn lại ít. Lấy cho em mã 910. M25 là của chị Nhiên Võ. Dạ dòm đỡ ghiền đi chị, chứ không có sai mấy chị. Mấy chị nha, thông cảm em. Trời ơi chết em luôn, em không muốn như vậy đâu. À em có một cái size số 11 nè. Con này size số 11 nè, 40.000 size số 11 nè. Lấy con này cho em Vi mã số E14 đi. Chị Vũ Trang thì cũng vest cũng vậy á, chị mặc phải size số 15, 17 mới được. Nhưng mà không có size. Trời ơi, khổ ghê, không có. Em không có muốn đâu, nhưng mà do em hàng em còn có bao nhiêu đây à mấy bà. Con này size số 11 luôn nè. À. Size số 11 là 55kg á. Nè con này đẹp quá nè mấy chị, có 40.000 rẻ quá trời luôn. Con này size số 11 luôn nè. 55-57kg, hàng hiệu của Vinvert nè. Hàng của Vinvert đó. Rồi lấy siêu phẩm này cho em mã 45 siêu phẩm luôn. 45 siêu phẩm. 45 đó, đẹp đó. Con 45 là màu kem sập quá. Gì hai? Đó, M25-910 chốt hết vậy. Con E14 á, là chưa ai chốt. Con E14 hư là bỏ ra luôn đi chứ không thôi quên. Con E14 không ai chốt hết. Em cần một con size to nè mọi người. Con này là 55-60kg vừa nè. Đẹp nè, con này size số 13 nè. 55-60kg vừa còn nè. Rồi lấy con này cho em Vi mã số 930. 930 45 của chị Nhiên Võ. Dạ còn đầm á chị. Nhưng mà em ngưng rồi chế. Em lên một ít vest cho khách người ta dặn trước thôi chị. Xong rồi ngày mai mới lên đầm thêm. Bởi vì em mới nhờ chị cọc cho em đó. Tức là em kêu chị cọc, còn khi nào em không kêu chị cọc có nghĩa là nó hết đầm rồi, em còn đầm. Nhưng mà không có, trong live ngày hôm nay là em đã kết thúc đầm rồi nha. 45 cô bữa không? À cô dừa không? Lên mấy con nhỏ réo.
45 lần rồi, chốt rồi. 45 cô không vừa đâu, 45 có size có 11 à cô à. 45 cô không vừa ha. Rồi con này nè, con này size số 11 nè. 55kg quay đầu nhưng mà vai là vai 38 nha nha mấy chị. Vai 38, 39 rồi nha, lấy cho em mã số 119 con này. Dạ chị Vân Dương, để nhắn số tài khoản cho chị Vân Dương. Dạ em nhắn số tài khoản rồi á chế. Hàng hiệu nè mấy chị. Con này nó bị bể một nút ở dưới rồi, không sao ha. Size số 9 nè. Size số 9 nè. Hàng hiệu size số 9 nha. Cô có hai vest rồi đúng không Vy? Dạ đúng rồi cô ơi. Để con coi lại, lấy mã 35 con này, size số 9, mã 35 40.000. Cô Dung Tống có 3 cái vest cô, mã E1, mã B5 với mã 910. Cô Dung Tống là 3 cái vest. 119 là chị Nhiên Võ. Trời chết rồi, nãy giờ quên lấy cục sạc. Ok, để nó hết pin luôn là hết rồi đó mấy chị ha. À đây đây, Duyên cái gì? Phan Nhi ơi. Một em vest rất top nè, size số 9. À không, con này size số 9 luôn. Trời con này đẹp quá mấy chị, siêu phẩm. Mấy chị nhìn nè nha. Con này size số 9 mà vest rất top á mấy chị. Con này đẹp kinh khủng. Con này đẹp kinh khủng luôn. Vest drop mà cái vây, có cái vây như vậy nè mấy chị, mặc đẹp lắm. Mấy chị mặc đầm váy á, đầm váy mà phần ơ bút chì ở dưới là mặc con này siêu đẹp. Lấy siêu phẩm cho em mã 724 nha. 40k, 35-40k của chị Nhiên Võ. Đó đó, đó đó, con đó được á. Con đó được quá trời luôn, size số 9 luôn. Ôi, hình như con này size rộng nè. Con này form dáng dài. Con này dáng dài. 724 cô Dung Tống. Nhận 120 của ai đó chuyển khoản nha hai. Từ từ quên coi cái tên nha. Con này hàng của Uni Willow nè mấy chị nha. Size số 11 à chứ không được. À size số 11 chứ không được size số 13. Hàng của Uni Willow con này nha. Size số 11 55kg quay đầu. Lấy con này cho em Vi mã số M28. Vậy là em nhận 120 của chị Vân Dương rồi. Em nhận rồi chị. Nè, đó. Đây, sắp tới sẽ về dạ tiết giống như vậy nè. Nhưng mà cái vải của nó là vải dạ. Form của nó giống như vậy nhưng mà vải thật mà chuẩn dạ đẹp. Nha cô. Nè, form y chang như vậy luôn, dễ thương lắm. Con này là có size số 7 và con này dưới 46kg, size số 7. 45-46kg rồi nè, đẹp lắm. Sắp tới là về vải dạ, dễ thương, dạ tiết dễ thương như vậy, về được 5 con. Không, dễ thương không? Mấy chị thấy dễ thương không? Đẹp lắm, mấy con này đẹp lắm. À, lấy con này 46-47kg quay đầu siêu nhỏ luôn á, size số 7, lấy cho em mã 240. M28 Phan Nhi nè. 240 nha, con đó 240 siêu nhỏ, siêu đẹp. Đây. Một em hàng hiệu của Ascot của hãng Tokyo Square. Rồi em lên con này nữa em nghĩ nha mấy chị. Vest em còn đẹp nhiều lắm. Cái này là hàng hiệu của Ascot, hãng của Tokyo Square nha mấy chị. Nha mấy chị. Đó mấy chị nhìn cái cách nó may đồ đẹp không? Size số 9. Con này hàng xịn nha. Hàng xịn size số 9 nha mọi người nha. Tiền không con này nè, thấy không? Size số 9 nè. Lấy con này cho em Vi mã số 227. Thôi hết rồi mấy chế ha. Em còn có 10% pin nè. Đó, sắp tới nó sẽ về mấy con như vậy. Ở đây có con này size số 7 nữa nè. Ừ, em biết rồi. Em có nói rồi. Là con này size số 7 nè. 46kg, 45-46kg quay đầu nè Phan Nhi. Con này đi Đà Lạt rất là sang nha Phan Nhi nha. Lấy đi nè Phan Nhi. Đi Đà Lạt rất là sang. Mã số 57, con này là vải kaki. Con này là vải kaki. Nhưng mà cái form của nó rất là vin nè nè. Trời ơi, vải kaki mà nó lót ren như vậy đẹp lắm đó. Bỏ cho chị, bỏ gì trời. À bỏ hết cho chị hả? Bỏ hết cho chị, có chỗ treo không? Nhà có chỗ treo không? Ủa sao em mặc cái này em thấy em có eo quá hả? 227 Phan Nhi ra phiếu chưa ta? Rồi, em off nha mọi người. Cảm ơn mọi người hôm nay đã chọn livestream của em thay vì rất là nhiều livestream ngoài kia. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho em.
ngày mai em lại lên đầm đẹp nha mấy chị. Ngày mai em lên, nói chung em nhiều đồ quá không biết lên nào á. Ngày mai lên đầm đẹp trước đi ha. Rồi bye bye mấy chị, cảm ơn mấy chị.